Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 1. Núi Côn Luân. Ở sâu trong một hẻm núi thần bí, 99 cao thủ có thực lực đáng sợ đang canh giữ ở đây vì một lời hứa. Nhưng họ đang rất khó chịu vì bị một người trẻ tuổi làm phiền. Cậu đi nhanh lên, chúng tôi không còn gì để dạy cậu. 10 vị sư tỷ của cậu đều đã học xong và rời đi, cậu đi mà gây tai vạ cho họ, tôi chỉ muốn được yên tĩnh làm mỹ nam thôi. Đây là thẻ ngân hàng của tôi, nó có thể rút tiền ở bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới. Gia tộc Rothschild, ngân hàng Hoa Kỳ, gia tộc Morgan đều là sản nghiệp của tôi, bồi thường cho cậu rồi đấy, mau cút đi. Đây là nhẫn của đế sư Long Quốc, hãy nhớ quốc chủ Long Quốc là sư huynh của cậu, có rắc rối gì cứ đi tìm thằng bé. Đây là lệnh bài của 300.000 cấm quân tòa thánh ở Tây Jerusalem. Năm đó thầy là thần linh của họ đấy. Nếu có thời gian thì con hãy đến phương Tây bảo họ đấm bóp rửa chân cho con. Đây là bí tịch của quỷ môn thập tam châm. Quỷ môn thập tam châm tái hiện giang hồ đã đủ cho cậu. Lúc đó sẽ có rất nhiều người đến bái cậu làm thầy, cậu cần phải chú ý. Dược phương bảo điển cũng cho cậu đấy. Đây là quyển hạ, cậu tự nghiên cứu đi. Tất cả loại bệnh nan y trên thế giới đều có thể chữa trị. Đây là cách sử dụng thuật dịch dung, còn có phương thuốc của đan dưỡng nhan, đan mỹ dung, đan định nhan, tất cả đều ở trên đó, nó có thể giúp cậu trở thành bạn của phái nữ. Đây là phương pháp phối chế thuốc độc và cách giải độc, cho cậu này. Thầy ơi! Cút đi! Tôi không chịu nổi nữa. Ông trời ơi, nếu con có tội thì xin ông hãy mang con đi. Tại sao ông lại để thằng nhóc chết tiệt Diệp Bắc Minh này tới hành hạ chúng con chứ? Bắc Minh, bây giờ cậu đã nhận được chân truyền từ chúng tôi, cậu đi nhanh lên đi. Chúng tôi không còn gì để dạy cậu nữa. Máu sôi sùng sục, tai vạ người khác. Cậu có đi không? Sốt của cậu có chịu đi hay không? Cậu mà không đi, tôi chết cho cậu xem. Thầy Tam Thập Cửu, thầy đừng tự làm mình tổn thương, con đi là được mà. Hu hu hu, Diệp Bắc Minh lộ ra vẻ mặt đau lòng muốn chết. Bắc Minh, con hãy nhớ kỹ. Xuống núi nhất định phải làm những điều mình thích, làm những điều mình thích nhé. Con biết rồi ạ, phải làm những điều mình thích, Diệp Bắc Minh lớn tiếng đáp. Lên đường trở về. 99 người thầy của Diệp Bắc Minh đã sắp phát điên rồi. Trong 5 năm qua, việc khiến họ hối hận nhất là nhận Diệp Bắc Minh làm học trò. Bởi vì thiên phú tu luyện của tên nhóc này thực sự quá khủng khiếp. Cậu ta không chỉ tu luyện võ đạo, y thuật, ngân châm, kiếm thuật, thân pháp, khinh công, dịch dung đến mức cao nhất mà còn giỏi hơn cả thầy. Gần như đã vượt qua những người thầy như họ. Cuối cùng oát con này cũng đi rồi. Ha 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 ha, đi rồi, tốt quá. Ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng được yên tĩnh, muôn năm. Sau khi thằng nhóc này xuống núi nhất định sẽ gây tai vạ cho 10 đứa học trò nghiêng nước nghiêng thành kia. Ở sâu trong núi Côn Luân, 99 cao thủ tuyệt thế phát ra tiếng cười còn vui hơn cả khi ăn Tết. Sau khi đến đất liền, Diệp Bắc Minh phân vân giữa các loại phương tiện giao thông, cuối cùng quyết định đi máy bay về thành phố Giang Nam. 5 năm, cuối cùng mình cũng trở về. 5 năm trước gia đình mình gặp nạn, mình vừa mới vào đại học, một đám người đã xông vào nhà mình. Không phân tốt xấu giết ba mẹ mình, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng của 5 năm trước, trái tim Diệp Bắc Minh như ngừng đập. Một nhóm võ giả đã đột nhập vào nhà anh và giết người ngay bữa tiệc mừng anh lên đại học. Ba mẹ Diệp Bắc Minh đã chết thảm vì che chở cho anh rời đi. Anh bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị bắt, suýt chút nữa chết trong tay những tên sát thủ đó. Cuối cùng vẫn nhờ lục sư tỷ ra tay cứu anh và đưa anh về núi Côn Luân. Nào ngờ Diệp Bắc Minh lại là kỳ tài tập võ nhiều năm khó gặp, anh chỉ mất 5 năm đã học được tất cả bản lĩnh của 99 vị cao thủ. 5 năm, không cần biết ai là hung thủ, mình cũng sẽ khiến kẻ đó nợ máu phải trả bằng máu, Diệp Bắc Minh tuyên bố. Sau khi máy bay đáp xuống thành phố Giang Nam, Diệp Bắc Minh rời khỏi sân bay, gọi một chiếc xe taxi đi đến nhà cũ của mình. Khi Diệp Bắc Minh rời sân bay, trong một căn biệt thự cực kỳ xa hoa ở nơi nào đó của thành phố Giang Nam, một người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên nhận được tin, gì cơ? Sư đệ của ta đã về. Tốt quá, ha ha ha, sư đệ đã về, từ giờ mình không còn buồn chán nữa. Nhưng thưa chủ nhân, 5 năm trước gia đình của vị sư đệ này của cô gặp một cuộc thảm sát, ba mẹ cậu ấy đều đã qua đời. Chuyện này, một người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt khó xử. Tôi biết chuyện này.
còn từng điều tra giúp Bắc Minh, kẻ đứng sau, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hơi thay đổi. Cô ta bước tới trước tủ sắt, mở tủ rồi lấy một xấp tài liệu từ trong đó ra. Người trên này, người phụ nữ thở dài một hơi, đóng tài liệu lại. Theo dõi thật kỹ, khi nào thời cơ chín muồi thì đi gặp vị sư đệ này của tôi, người phụ nữ ra lệnh. Rõ. Người đàn ông trung niên vội vàng lui ra ngoài. Tại căn biệt thự mà Diệp Bắc Minh từng sống ở thôn Diệp Gia, thành phố Giang Nam. Cỏ dại rậm rạp mọc ở khắp mọi nơi. Ba, mẹ, con trai đã về. Anh cả, em về rồi đây. Diệp Bắc Minh quỳ phịch xuống đất, hai mắt đẫm lệ. Đây là lần cuối cùng Diệp Bắc Minh con quỳ gối. Mọi người yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra kẻ thù đã giết mọi người và tự tay đâm chúng. Diệp Bắc Minh cắn răng, quyết tâm nói. Bóng lưng người trẻ tuổi kia trông hơi quen. Hình như là con trai út của cậu Bảy Diệp. Không thể nào, 5 năm trước cả gia đình cậu Bảy Diệp đã. Xuyệt, ông không muốn sống nữa sao? Cả thành phố Giang Nam không một ai dám nhắc lại vụ việc 5 năm trước mà ông lại dám nhắc, coi chừng bị người ta biết. Tối nay không biết sẽ chết như thế nào đâu đấy, một người qua đường bên cạnh hoảng sợ, vội vàng ngắt lời người nọ. À, đúng đúng đúng, người đàn ông vừa nói sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Khi họ nhìn về phía cổng biệt thự nhà họ Diệp, Diệp Bắc Minh đã không còn bóng dáng. Người đâu rồi? Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ mình gặp ma? Lúc này Diệp Bắc Minh đã vào trong biệt thự của nhà họ Diệp, vừa đi được vài bước đã ngây người, bởi vì anh nhìn thấy 3 ngôi mộ. Thẳng hàng thẳng lối, thấy mà giật mình. Mộ của cậu Bảy Diệp. Mộ của Chu Hương Liên. Mộ của Diệp Bắc Phong. Ba, mẹ, anh cả, cả 3 người đều được chôn ở đây. Mà tên người lập mộ, Chu Nhược Giai. Nhìn thấy 3 chữ này, trong đầu Diệp Bắc Minh hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Chu Nhược Giai. Cô nhỏ hơn anh 1 tuổi, chắc năm nay cô chừng 22 tuổi và đang học năm 4 đại học. Lúc còn sống ba mẹ anh có làm ăn kinh doanh, quy mô cũng khá lớn, tài sản khoảng chừng 4, 50 triệu. Ba Chu Nhược Giai và 3 Diệp Bắc Minh là anh em kết nghĩa, 2 người họ được đính hôn từ bé. Nếu không có biến cố xảy ra, theo mong muốn của 2 bên gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ kết hôn với Chu Nhược Giai. Đáng tiếc rằng kể từ ngày đó anh đã cửa nát nhà tan, mọi thứ không còn tồn tại nữa. Loảng xoảng. Khi Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ, một âm thanh giòn giã vang lên từ sau lưng, theo sau đó là giọng nói run rẩy của một thiếu nữ, Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, anh Bắc Minh, có phải là anh không? Anh về rồi ư? Diệp Bắc Minh sửng sốt quay đầu lại. Anh Bắc Minh, là anh thật rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, thiếu nữ rơi nước mắt, lập tức nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Đồ cúng và rượu mà cô mang tới rơi xuống đất vỡ tan tành. Hu hu hu, cô gào khóc nức nở. Giờ phút này, trái tim sắt đá của Diệp Bắc Minh cũng sắp tan chảy. Anh vỗ nhẹ vào lưng Chu Nhược Giai, thì thào, Nhược Giai, cảm ơn em đã chôn cất 3 mẹ anh. Anh Bắc Minh, Chu Nhược Giai khóc gọi tên anh. Bỗng nhiên người cô run lên như nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ, cô đẩy Diệp Bắc Minh ra, phẫn nộ quát, cút đi, mau cút đi. Anh trở về làm gì? Nếu không chết thì sống cho tốt vào, cút ra khỏi thành phố Giang Nam đi. Cút nhanh lên. Chuyện hôn nhân của chúng ta đến đây là kết thúc, tôi muốn hủy hôn với anh. Anh đi đi. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Chu Nhược Giai đột nhiên thay đổi tính tình, đẩy mạnh Diệp Bắc Minh ra rồi quay người chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Diệp. Cô chủ, cô sao vậy? Chu Nhược Giai vừa chạy ra khỏi căn biệt thự bỏ hoang của nhà họ Diệp. Ông lão đứng bên cạnh chiếc xe đỗ ngoài cổng khó hiểu hỏi. Cậu là... Đột nhiên con người của ông lão co rụt lại, người run lên. Ông ta kinh ngạc nhìn người ở phía sau Chu Nhược Giai. Diệp Bắc Minh, cậu Bắc Minh, cậu chưa chết ư? Ông lão kích động đến mức giọng cũng hơi khàn. Tuy đã qua 5 năm nhưng Diệp Bắc Minh không khác nhiều so với năm 18 tuổi, chỉ trông cương nghị hơn. Bác Chu. Diệp Bắc Minh gật đầu, đây là quản gia của nhà họ Chu, anh đã biết bác ấy từ nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là cậu thật rồi cậu Bắc Minh, bác Chu rất kích động. Bác Chu, bác nhận lầm người rồi, anh ta không phải Diệp Bắc Minh gì cả, chỉ là một người có diện mạo tương tự đi ngang qua nơi này thôi. Chu Nhược Giai lắc đầu, trong mắt tràn đầy rối ren, cô không dám thừa nhận thân phận của Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh biết Chu Nhược Giai lo lắng cho sự an toàn của anh, vậy nên cô mới cố gắng phủ nhận thân phận của anh. Song Chu Nhược Giai muốn anh rời khỏi thành phố Giang Nam có lẽ là vì nghĩ cho sự an toàn của anh. Cô gái này tốt bụng đến mức khiến người ta đau lòng. Nhược Giai, Diệp Bắc Minh gọi. Anh đừng gọi tên tôi không quen anh, tôi không quen anh. Chu Nhược Giai khổ sở bịt tai lại, lên xe rồi hét lớn, bác Chu, bác còn chờ đợi gì nữa, đi. Đi thôi, đi về. Vâng. Bác Chu bất đắc dĩ, đành xin lỗi nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh rồi khởi động xe nhanh chóng lái đi. Anh Bắc Minh, em xin lỗi, em xin lỗi. Chu Nhược Giai ngồi trong xe khóc đỏ cả mắt, tay siết thật chặt. Cô chủ, nếu cậu ấy đã trở về thì tại sao cô và cậu ấy lại không nhận nhau? Bác Chu thở dài. Hu hu hu, không được đâu ạ. Anh ấy khó khăn lắm mới sống sót, cháu không thể kéo anh ấy xuống. Nếu để những kẻ năm đó biết anh ấy còn sống, anh Bắc Minh sẽ chết, anh ấy sẽ chết thật đấy ạ. Với lại chúng cháu cũng đã không còn duyên phận, ngày mai cháu sẽ đính hôn với Triệu Thái. Nếu bác nói cho anh ấy biết thì sẽ là một cú sốc đối với anh ấy. Hu hu hu, Chu Nhược Giai khóc nức nở. 2. Bác Chu không biết làm sao, chỉ có thể thở dài một tiếng. Diệp Bắc Minh vừa đi được vài bước đã nghe thấy hai người phụ nữ trung niên nói chuyện ở giao lộ cách đó mấy chục mét. Hai, cô gái này tốt biết bao, người của gia đình này đã chết 5 năm, không còn ai cả, thế mà tuần nào cô ấy cũng đến cúng bái. Đúng đó, năm đó nhà họ Diệp thảm như thế, cả nhà đều chết hết, cô ấy là con dâu chưa vào cửa nhà họ Diệp mà lại không sợ lời đồn đại, vẫn cứ đến thắp hương cúng bái thường xuyên. Nghe nói thi thể của cậu Bảy Diệp, Chu Hương Liên và con trai Diệp Bắc Phong của họ đều do cô ấy tự tay chôn cất đấy. Ai bảo không phải. Một cô gái như cô ấy, nhà ai muốn cưới phải thắp hương cầu nguyện kia, tiếc là cô ấy lại sắp kết hôn với Triệu Thái. Hai bác biết cô gái vừa rồi ạ, Diệp Bắc Minh đột nhiên xuất hiện, hỏi. Chàng trai, cậu đi đường không phát ra tiếng động à, hai người phụ nữ trung niên giật nảy mình. Người phụ nữ còn lại gật đầu, đương nhiên là quen rồi, Chu Nhược Giai. Một cô gái si tình, đáng tiếc là cô ấy sắp phải kết hôn với công tử ăn chơi nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu nào thế ạ? Diệp Bắc Minh trầm giọng hỏi. Tất nhiên là nhà họ Triệu, gia tộc đứng đầu thành phố Giang Nam đó rồi, ngoài họ ra thì còn có thể là ai? Người phụ nữ trung niên lắc đầu. Nhà họ Triệu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lẽo. Sau khi ba mẹ và anh cả anh bị giết, trong nhóm người đuổi giết anh có người của nhà họ Triệu. Triệu Nhị Thần, cậu hai nhà họ Triệu cũng có mặt trong số đó, anh luôn nhớ rõ khuôn mặt đó. Diệp Bắc Minh biết cái chết của ba mẹ anh chắc chắn có liên quan đến nhà họ Triệu. Lần này anh trở về là để báo thù cho ba mẹ, không ngờ nhà họ Triệu lại muốn cướp cả cô vợ chưa cưới Chu Nhược Giai của anh. Như vậy rất tốt. Thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Triệu Thái là công tử bột máu mặt nhất thành phố Giang Nam chúng ta và cũng là bạn thời đại học của Chu Nhược Giai. Cậu ta đã thích ngoại hình xinh đẹp của cô ấy lâu rồi. Đấy, ngày mai họ đính hôn rồi. Một người phụ nữ thở dài. Nghe nói họ đã dùng tới thủ đoạn xấu xa. Cô gái này thật đáng thương, một người tốt như cô ấy mà lại phải kết hôn với Triệu Thái, có khác nào nhảy vào hố lửa không chứ? Người phụ nữ còn lại lắc đầu, nói với vẻ mặt thương tiếc. Mặt Diệp Bắc Minh lập tức tối sầm. Chàng trai, cậu là ai vậy? Một người phụ nữ thắc mắc hỏi. Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh để lại ba chữ, quay lưng rời đi. Gì cơ? Diệp Bắc Minh. Hai người phụ nữ trung niên khiếp sợ nhìn nhau. Đợi đến khi họ nhìn về phía Diệp Bắc Minh thì làm gì còn bóng dáng của anh nữa. Đêm khuya, trong biệt thự của nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh mang đồ cúng và rượu đến trước ba ngôi mộ, sau đó thắp ba nén hương trước mỗi ngôi mộ. Ba, năm năm không gặp, chúng ta uống một ly nhé. Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Anh cả, ở dưới đó nhớ chăm sóc tốt cho ba mẹ, anh yên tâm. Em nhất định sẽ trả thù cho anh. Diệp Bắc Minh nâng chung rượu, uống cạn một chung, đổ một chung xuống đất. Ba mẹ yên tâm, hai người sẽ không mất con dâu đâu, nếu đã là con dâu của nhà họ Diệp thì không một ai được cướp. Con đã biết sơ bộ người giết mọi người là ai, có liên quan đến nhà họ Triệu, dù nhà họ Triệu ở Giang Nam có thế lực mạnh đến mấy, lần này con trở lại cũng là muốn tiêu diệt bọn họ, đừng ai trong bọn họ hòng chạy mất. Sau khi nói xong câu này, trong mắt Diệp Bắc Minh tràn đầy sự cứng rắn. Sáng hôm sau, toàn bộ thành phố Giang Nam chìm đắm trong cảm giác vui mừng.
Trước cửa một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, những chiếc xe sang như Rolls Royce, Bentley, Maybach nối đuôi nhau không dứt. Ngoài ra còn có mấy chiếc siêu xe Lamborghini, Ferrari đến chợ uy, tất cả đều đỗ trước cửa khách sạn. Chẳng những thế, ngay cả đường lớn trước cửa khách sạn cũng bị chặn lại, chỉ có khách của nhà họ Triệu và nhà họ Chu mới có thể tay cầm thiệp mời tiến vào. Hôm nay là ngày đính hôn của Triệu Thái và Chu Nhược Giai. Nhà họ Chu đúng là may mắn. Đúng đó, một gia tộc nhỏ bé chỉ vì một đứa con gái đẹp như tiên mà được cậu Triệu để ý, còn muốn đính hôn. Hừ, nhà họ Chu có thể liên hôn với nhà họ Triệu, sau này lên như diều gặp gió, một bước lên mây luôn, nhân vật lớn của các gia tộc giàu có bàn tán xôn xao, giọng điệu chua ngoa, ai cũng tỏ vẻ hâm mộ và ghen tị. 12 giờ trưa, khách đều đã đến đông đủ. Ngoài ông cụ Triệu, các nhân vật lớn trong nhà họ Triệu gần như đều đã đến. Sắc mặt của người nhà họ Triệu cũng không vui vẻ cho lắm, đều tỏ vẻ nhà họ Chu là một gia tộc nhỏ bé thấp kém, hoàn toàn không xứng với nhà họ Triệu. Nhưng Triệu Thái thích Chu Nhược Giai, hơn nữa ông cụ còn yêu thương Triệu Thái như thế, cho nên cũng chiều theo anh ta. Giờ lành đã đến, nhà họ Triệu và nhà họ Chu đã quyết định, năm sau sẽ tổ chức hôn lễ, người chủ trì tuyên ba với mọi người. Chúc mừng, chúc mừng. Các nhân vật lớn có máu mặt ở thành phố Giang Nam đều có mặt, không ngừng chúc mừng nhà họ Triệu. Hiện trường bao phủ bởi bầu không khí vui mừng. Đúng lúc này, một âm thanh lớn vang lên, một cái quan tài màu đen bay thẳng vào hội trường khách sạn, đập mạnh xuống đất. Khi nhìn kỹ lại, các vị khách đều hít một hơi khí lạnh. Ai mà to gan dám đưa một cái quan tài đến vậy? Điên rồi à? Những người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc. Người của nhà họ Triệu thì vô cùng tức giận, sắc mặt tối sầm lại. Lúc này, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên. Nhược Giai, em muốn từ hôn, anh không đồng ý. Anh không từ hôn, ai có thể cướp em đi được. Thân thể mềm mại của Chu Nhược Giai khẽ run, trên mặt là vẻ khiếp sợ anh Bắc Minh. Là anh. Diệp Bắc Minh cười đi tới, nét mặt vô cùng dịu dàng. Bắc Minh, Diệp Bắc Minh. Ba Chu Thiên Hạo. Mẹ Lý Hải Hà của Chu Nhược Giai tỏ vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên và không thể tin nổi. Diệp Bắc Minh, con trai nhỏ của nhà họ Diệp 5 năm trước. Không phải toàn bộ nhà họ Diệp đã chết hết từ 5 năm trước rồi sao? Vô số nhân vật lớn trong sảnh lớn khách sạn sửng sốt. Diệp Bắc Minh, tên danh con này, cậu vẫn chưa chết ư, Triệu Nhị Thần cau mày, sau đó quát to một tiếng, người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi. Vâng, hôm nay. Đám tay chân nhà họ Triệu nuôi đều mặc vest khách tân, bảo vệ ở xung quanh đại sảnh khách sạn, nghe thấy lệnh của Triệu Nhị Thần, bọn họ lập tức xông đến, bao vây lấy Diệp Bắc Minh. Anh Bắc Minh, anh mau đi đi, Chu Nhược Giai hô to một tiếng với vẻ sốt ruột, muốn lao đến. Diệp Bắc Minh, anh là Diệp Bắc Minh, Triệu Thái trợn to mắt, nắm lấy cổ tay Chu Nhược Giai. Buông tay cô ấy ra. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Bắc Minh vang lên. Anh cướp lấy dao găm của một tay sai nhà họ Triệu, sau đó ném về phía trước. Phập, cánh tay đang nắm lấy tay Chu Nhược Giai của Triệu Thái bị chém đứt từ cổ tay, anh ta hét lên một tiếng thảm thiết, đau đến mức ngồi xổm xuống đất, sắc mặt tái mét. Con mẹ nó, Triệu Nhị Thần tức giận hét lên, mau gọi xe cấp cứu. Không cần gọi xe cấp cứu, ông có thể liên lạc với nhà tang lễ và nghĩa địa, cái quan tài này là chuẩn bị cho người nhà họ Triệu các ông đấy. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên. Anh bước từng bước về phía người nhà họ Triệu, như đang ở trốn không người. Đám tay sai xông lên kia đều bị Diệp Bắc Minh vung chân đá bay, hoàn toàn không thể nào bỏ dậy. Vô cùng hiên ngang. Triệu Nhị Thần thầm thấy sợ hãi, thấy thái độ hung hăng của Diệp Bắc Minh, ông ta cảm thấy không ổn lắm. Thống lĩnh Thẩm, trông cậy hết vào ông đấy, Triệu Nhị Thần nhìn người đàn ông bên cạnh. Thẩm Ngạo. Thống lĩnh của 100.000 cấm quân vua Giang Nam. Yên tâm, cứ giao cho tôi. Thẩm Ngạo hờ hững gật đầu, ông ta có mặt chữ điền, người đầy cơ bắp, vô cùng cao to. Danh con, đây là nơi để cậu dở thói ngang ngược à. Cút ngay cho tôi, Thẩm Ngạo lớn tiếng ra lệnh. Chuyện này không liên quan đến ông, hôm nay tôi chỉ giết người nhà họ Triệu. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo. Ha ha, nhà họ Triệu là sĩ tộc sao? Có quan hệ sâu xa với vua Giang Nam, cậu bắt buộc muốn động vào nhà họ Triệu ư. Bây giờ cậu lập tức rời đi, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Thẩm Ngạo uy hiếp.
Sao sĩ tộc, các nhà có người làm quan trở thành một giai cấp đặc thù có nhiều đặc quyền, đặc lợi hơn thứ dân. Chưa có chuyện gì xảy ra. Không thể nào, cậu ta chặt đứt một bàn tay của con trai tôi, nhất định phải đền mạng, Triệu Nhị Thần lạnh lùng nói. Thẩm Ngạo nhướng mày, tỏ vẻ cạn lời. Rõ ràng thực lực của Diệp Bắc Minh không hề tầm thường, e rằng chính là một võ giả. Ông bảo một võ giả đền mạng vì một bàn tay của con trai ông, làm gì có chuyện đó. Nhưng Thẩm Ngạo cũng không thể nói ra những lời này, ông ta chỉ có thể nói một câu, rời đi, hay chiến đấu. Do cậu quyết định, người ngăn tôi lại, đều phải chết. Diệp Bắc Minh cũng không thèm quan tâm đến Thẩm Ngạo mà đi về phía Triệu Nhị Thần. Hừ, ngông cuồng, Thẩm Ngạo cười khẩy, ông ta nhảy lên cao như một con vượn, đi thẳng tới bên cạnh Diệp Bắc Minh, đấm một phát về phía mặt anh. Báp! Diệp Bắc Minh vung tay đánh về phía đầu của Thẩm Ngạo. Người Thẩm Ngạo run lên, nhưng cơ thể lại cứng đờ, sau đó ngã xuống, trước khi chết chỉ kịp nói ra bốn chữ võ giả cấp thiên. SSSS! Võ giả cấp thiên! Trong đại sảnh khách sạn thoáng chốc vang lên tiếng hít sâu. Thực lực của võ giả được chia thành bốn cấp bậc thiên địa huyền hoàng. Cấp thiên cao nhất, cấp hoàng thấp nhất. Trên võ giả cấp thiên còn có tông sư võ đạo. Toàn bộ Giang Nam này cũng không có tông sư võ đạo, không cần tính tới. Mà ở Giang Nam cũng chỉ có ba võ giả cấp thiên, trong ba người này, có hai người là người bên cạnh vua Giang Nam. Một người khác chính là thuộc hạ của người phụ nữ đáng sợ kia. Đương nhiên người phụ nữ đó rất kinh khủng, dù là vua Giang Nam cũng không muốn động đến cô ta. Nhưng dưới tình huống bình thường, cô ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các gia tộc. Không ngờ Diệp Bắc Minh này lại là võ giả cấp thiên. Sao có thể, cậu là võ giả cấp thiên? Không thể nào, mới 5 năm trôi qua, chỉ 5 năm mà thôi, dù cậu có luyện võ trở về cũng không thể trở thành võ giả cấp thiên được. Giả dối, chắc chắn là giả đối, Triệu Nhị Thần lập tức hoảng hốt. Bốn chữ võ giả cấp thiên như một cái búa đánh mạnh vào lòng ông ta. Lạch cạch, Triệu Nhị Thần lấy ra một khẩu súng từ bên hông, chĩa thẳng vào đầu Diệp Bắc Minh, uy hiếp, ha ha ha, chắc cậu cũng không ngờ là tôi có súng đâu nhỉ. Võ công cao cường đến mấy cũng sẽ sợ vũ khí mà thôi. Diệp Bắc Minh, tôi ra lệnh cho cậu quỳ xuống. Xì sao? Xung quanh trở nên xôn xao, tất cả khách tham gia đều tránh đi, sợ sẽ bị đạn lạc làm bị thương. Cộp, cộp, cộp. Diệp Bắc Minh chậm rãi bước tới, không thèm để tâm đến súng của Triệu Nhị Thần. Cậu, Triệu Nhị Thần sợ đến mức run rẩy, con người cũng sắp rớt ra ngoài, mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán. Ông ta lạnh lùng nói, thằng nhóc con, đầu óc của cậu lú lẫn rồi à? Trong tay tôi có súng đấy. Có súng thì sao, ông nổ súng đi, Diệp Bắc Minh cười khinh thường. Nếu cậu còn tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng ngay lập tức, Triệu Nhị Thần mở chốt an toàn, lạnh lùng nói, đừng ép tôi, hôm nay con trai tôi đính hôn, tôi không muốn giết người. Anh Bắc Minh, đừng, mau tránh ra đi, cơ thể Chu Nhược Giai khẽ run rẩy, gần như sắp khóc đến ngất đi. Chu Thiên Hạo và Lý Hải Hà giữ chặt lấy cô, không cho cô xông lên. Bố, giết anh ta đi, giết anh ta cho con. Anh ta chặt đứt một tay của con rồi, Triệu Thái gào thét như phát điên, trong mắt hằn đầy tia máu, lửa ghen và lửa giận trong lòng dâng trào một cách không thể kiểm soát. Cộp, cộp, cộp. Diệp Bắc Minh như không hề nghe thấy những lời này, anh vẫn bước từng bước về phía Triệu Nhị Thần. Tựa như thú dữ. Triệu Nhị Thần hoảng hốt. Thằng nhóc này điên thật rồi sao? Súng mà cũng không sợ. Dù là võ giả cấp thiên, với khoảng cách gần như thế cũng không thể nào không sợ súng được. Ha ha! Diệp Bắc Minh cười khẽ một tiếng, anh muốn khiến Triệu Nhị Thần sợ hãi tột cùng, để ông ta được trải nghiệm cảm giác hoảng hốt. Trước đây anh bị Triệu Nhị Thần đuổi giết, phải sống trong sự sợ hãi suốt 3 tháng. Cộp, cộp, cộp! Diệp Bắc Minh tiếp tục tiến lên mấy bước. Chỉ còn cách Triệu Nhị Thần chưa đến 5 mét. Đây là cậu tự chuốc lấy đấy, chết đi cho tôi, Triệu Nhị Thần hét to, hai mắt trợn to, thẳng tay bóp cò. Đùng! Đạn bay ra, nhắm thẳng về phía đầu Diệp Bắc Minh. Nhưng khung cảnh khiến người khác kinh ngạc xuất hiện, Diệp Bắc Minh vung tay, dễ dàng bắt lấy viên đạn như bắt sâu, sau đó ném sang một bên. Cậu! Triệu Nhị Thần sợ ngây người. Khách xung quanh cũng hít sâu. Trời ạ! Đây là đang quay phim à? Kỹ xảo, chắc chắn là kỹ xảo, tất
tất cả các đại gia đều nhìn đến mức ngây người, dù với kiến thức của bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy chuyện thế này bao giờ. Cạch, Triệu Nhị Thần lại bóp cò một lần nữa. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt ông ta trước khi ông ta bóp cò, giơ ngón tay chặn trước nòng súng. Nội kình chấn động, tiếng lạch cạch vang lên. Súng lục trong tay Triệu Nhị Thần thoáng chốc tách ra, biến thành mấy chục linh kiện, rơi rải rác dưới đất. Một ngón tay phá hỏng cả khẩu súng. Cậu! Triệu Nhị Thần sợ đến mức cơ thể sụi lơ, ngã ngồi dưới đất, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh đang đứng trước mặt, rốt cuộc cậu là người hay ma? Ông đoán xem. Diệp Bắc Minh cười châm chọc, cuối cùng Triệu Nhị Thần cũng nếm trải được cảm giác sợ hãi rồi. Anh bị Triệu Nhị Thần đuổi giết, nhảy vào trong sông lớn suýt mất mạng, may mà có Lục Sư Tỷ cứu. Nếu không chắc chắn sẽ không có Diệp Bắc Minh của ngày hôm nay. Nói đi, là ai bảo ông đuổi giết tôi? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Triệu Nhị Thần, thề nhất định phải tìm thấy hung thủ năm đó. Anh biết những người tiến vào nhà họ Diệp trước đây không phải người nhà họ Triệu. Những người đó là võ giả, đều là võ giả cấp thiên trở lên. Tôi không biết, sâu trong mắt Triệu Nhị Thần thoáng lộ vẻ sợ hãi. Chắc chắn là ông ta biết. Nhưng ông ta không dám nói. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên tối tăm, nhà họ Triệu là sĩ tộc ở Giang Nam, truyền thừa hơn trăm năm. Ngay cả Triệu Nhị Thần cũng không dám nói thì e rằng lai lịch không nhỏ. Nếu không nói thì ông chết luôn đi, Diệp Bắc Minh lười nhiều lời, nếu anh đã trở lại, thì chắc chắn anh có thể tìm thấy kẻ đầu sỏ giết người. Đợi đã. Một ông lão đột nhiên ngăn cản Diệp Bắc Minh. Ông có chuyện gì à? Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn về phía ông lão mặc đồ thời Đường trước mắt. Tôi tên Đường Kính, người đứng đầu nhà họ Đường ở Giang Nam, đại diện vua Giang Nam, cậu muốn tùy ý giết người ở nơi này, có phải là không coi vua Giang Nam ra gì không? Đường Kính lạnh lùng nói. Vua Giang Nam thì sao, dù ông ta có đích thân đến đây, tôi muốn giết người, ông ta có thể làm gì được chứ? Diệp Bắc Minh cảm thấy buồn cười. SSSS. Xung quanh lại vang lên tiếng hít sâu, tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức cảm thấy sởn gai óc. Đây là vua Giang Nam, quản lý toàn bộ Giang Nam, có 100.000 cấm quân bảo vệ, cũng không phải là trò đùa. Diệp Bắc Minh điên rồi sao? Anh Bắc Minh, Chu Nhược Giai kích động đến mức không ngừng run rẩy. Cô thầm nghĩ, đây là người đàn ông của mình, đây là người đàn ông mà mình muốn. Thật bá đạo, thật oai phong, dù bây giờ mình có chết cùng anh ấy cũng đáng. Hai vợ chồng Chu Thiên Hạo và Lý Hải Hà cũng vô cùng rung động. 5 năm qua, rốt cuộc Bắc Minh đã trải qua những gì? Sao thằng bé dám, hai vợ chồng không hẹn mà cùng nghĩ. Cậu nói gì cơ? Đường Kính cũng sửng sốt đến mức trợn mắt há mồm, sau đó mới lấy lại tinh thần, thẹn quá hóa giận nói, Diệp Bắc Minh, cậu có biết mình đang nói gì không? Nơi này là Giang Nam, vua Giang Nam chính là ông trời. Nếu cậu ở Giang Nam thì phải tuân theo quy tắc của vua Giang Nam. Tôi đã nói rồi, vua Giang Nam có đến cũng không quản lý được tôi, cút. Diệp Bắc Minh thẳng thừng ra tay, vung một cái tát từ xa. Chát! Đường Kính bay ra ngoài như một con chó chết, nằm im bất động dưới đất. Ha 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 ha, đúng là to gan, dám bất kính với cả vua Giang Nam. Chàng trai trẻ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ở khu vực Giang Nam này, là rồng cũng phải cuộn. Là hổ cũng phải nằm. Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên. Sau đó, một người đàn ông mặc chiến bào bước vào đại sảnh khách sạn một cách hiên ngang. Anh Hắc Hổ. Thấy người này, Triệu Nhị Thần vô cùng vui mừng, cảm giác sợ hãi thoáng chốc biến mất. Tổng chỉ huy của 3.000 Hắc Hổ vệ Trương Hắc Hổ. Sao ông ta lại đến đây, mấy nhân vật lớn ở xung quanh thấy người này đều tỏ vẻ kinh ngạc. Dưới trướng vua Giang Nam có 100.000 cấm quân. Hơn 3.000 người tạo thành một vệ, tổng cộng có 30 vị tổng chỉ huy. Trương Hắc Hổ chính là một trong số đó, ông ta quyền thế ngút trời, tử sắc hay làm ăn cũng đều dính dáng vào. Toàn bộ Giang Nam không một ai dám động vào người này, Triệu Nhị Thần và Trương Hắc Hổ là anh em kết nghĩa. Anh cứ yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo, Trương Hắc Hổ sải bước tiến lên, mang theo khí thế của người thống lĩnh, 3.000 Hắc Hổ vệ xông vào trong đại sảnh khách sạn. Vô cùng hùng hổ, khí thế đáng sợ bao phủ, khiến tất cả mọi người đều tái mặt. Anh Bắc Minh, Chu Nhược Giai vô cùng lo lắng, cô nắm chặt tay mẹ ở bên cạnh. Chu Thiên Hạo cũng thầm thấy căng thẳng, chuyện này đã phát triển theo hướng không thể kiểm soát được rồi.
vua Giang Nam muốn xen vào chuyện này ư? Diệp Bắc Minh lạnh lùng cất lời, anh nhìn về phía Trương Hắc Hổ. Ha ha ha! Trương Hắc Hổ cười to, tiếng cười vang vọng trong đại sảnh khách sạn, khẽ giễu cợt, Diệp Bắc Minh, cậu nghĩ cậu là ai? Chuyện nhỏ thế này, vua Giang Nam bận rộn như thế có thời gian quan tâm sao? Mạng của ba người nhà họ Diệp tôi là chuyện nhỏ à? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ thất vọng, một cơn giận dâng lên tới đỉnh đầu. Ha! Trương Hắc Hổ tỏ vẻ coi thường, coi mạng người như cỏ rác, cậu nghĩ nó là chuyện lớn à? Ha 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 ha! Nghe thấy câu này, Diệp Bắc Minh giận quá hóa cười, trong mắt những người có chút quyền lực này, người nhà mà anh quan tâm lại chẳng là gì đáng để tâm. Nếu đã thế thì hôm nay, những kẻ quyền quý như các người hãy chôn theo ba mẹ và anh cả của tôi đi. Đúng là trò hề, bắt cậu ta lại. Trương Hắc Hổ lạnh lùng ra lệnh. Bịch bịch, 10 Hắc Hổ vệ đi về phía Diệp Bắc Minh, hơn 2.900 người còn lại thì đứng im không di chuyển. Đối phó với một Diệp Bắc Minh, 10 Hắc Hổ vệ chắc chắn đủ rồi. Phải biết rằng, 10 Hắc Hổ vệ này đều là võ giả cấp hoàng. Tuy võ giả cấp hoàng có thực lực thấp nhất, nhưng cũng là võ giả. Bịch, bốp. Diệp Bắc Minh tựa như gió lốc, chỉ vừa mới ra tay, 10 Hắc Hổ vệ còn chưa đến gần anh đã ngã lăn quay ra đất, bị đánh tan tác. Hửm. Ánh mắt Trương Hắc Hổ trở nên sâu thẳm. Thấy cảnh này, Triệu Nhị Thần biết tình hình không ổn, vội nói, anh Hắc Hổ, tôi xin nhắc nhở một câu, thống lĩnh Thẩm Ngạo vừa bị cậu ta tát chết, khi nãy cậu ta còn đỡ đạn bằng tay không nữa. Gì cơ? Trương Hắc Hổ kinh ngạc, tỏ vẻ khó tin. Thẩm Ngạo là võ giả cấp địa, thống lĩnh của 100.000 cấm quân, lại bị Diệp Bắc Minh tát chết. Con mẹ nó, sao anh không nói sớm hả? Ông ta nhìn theo hướng Triệu Nhị Thần chỉ, quả nhiên thấy Thẩm Ngạo đang nằm dưới đất, não văng tung tóe. Chết tiệt, đỡ đạn bằng tay không, thế chẳng phải là giải phóng nội kình, chỉ võ giả cấp tông sư mới có thể làm được sao? Trương Hắc Hổ ngạc nhiên nghĩ, không thể nào, cậu ta mới bao nhiêu tuổi, 5 năm trước 18 tuổi. 5 năm sau cùng lắm chỉ mới 23 tuổi, võ giả tông sư 23 tuổi. Khó tin quá. Bắt cậu ta lại cho tôi. Trương Hắc Hổ lạnh lùng ra lệnh. Chỉ cần không phải võ giả cấp tông sư, 3.000 Hắc Hổ vệ vẫn có thể trấn áp cậu ta. Cộp cộp, các Hắc Hổ vệ luôn được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức tạo đội hình tấn công trong đại sảnh khách sạn, vô số bàn rượu và khách khứa bị tông bay ra ngoài, đại sảnh của khách sạn lập tức biến thành chiến trường. Trương Hắc Hổ đứng yên tại chỗ, tay cầm chiến kỳ, chỉ huy 3.000 Hắc Hổ vệ chiến đấu. Bầu không khí tan hoang kéo đến. Anh Bắc Minh, mau chạy đi, Chu Nhược Giai hét to, không còn quan tâm đến điều gì nữa. Đồ tiện tì. Triệu Thái Thức đến mức cả người run rẩy, anh ta thầm thề, con tiện tì này, cô đợi đó cho tôi. Hôm nay chỉ cần giết chết tên này, tôi sẽ khiến cô muốn sống không được, muốn chết không xong. Anh Hắc Hổ, giết chết. Băm thây cậu ta ra đi, Triệu Nhị Thần cũng hét to. Ha ha! Đối mặt 3.000 Hắc Hổ vệ, Diệp Bắc Minh vẫn không chút sợ hãi. Bắt giặc phải tóm vua trước. Anh tiến lên một bước, tựa như một mũi tên lửa xông vào trong đám người, tạo thành một con đường sinh tử, sau đó xuất hiện bên cạnh Trương Hắc Hổ, bóp cổ ông ta, thoáng chốc khống chế được ông ta. Cậu! Cơ thể Trương Hắc Hổ không ngừng run rẩy, hoàn toàn ngây người. Ông ta cũng là một võ giả cấp địa, nhưng lúc này, ông ta lại không hề có khả năng phản kháng, chỉ có thể bị Diệp Bắc Minh chế ngự. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt ra lệnh, bảo người của ông cút khỏi khách sạn, nếu không, ông cứ đợi chết đi. Ha ha, Hắc Hổ vệ tuyệt đối không rút lui, Trương Hắc Hổ là một trong những người thống lĩnh 30 quân cấm vệ của vua Giang Nam, sao có thể bị một câu nói của Diệp Bắc Minh uy hiếp được? Ông chắc chứ, giọng nói của Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lùng. Trương Hắc Hổ cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ, cảm giác lạnh lẽo xuyên thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Nhưng dù thế, ông ta vẫn không tin Diệp Bắc Minh thật sự dám giết mình, cứng đầu nói chắc chắn. Rắc! Một âm thanh giòn giã vang lên. Âm thanh này vang lên gần như cùng lúc với giọng nói của Trương Hắc Hổ, cổ của thống lĩnh Hắc Hổ vệ cứ thế bị bóp vỡ, thi thể mềm nhũn ngã xuống đất. Anh Hắc Hổ! Triệu Nhị Thần sợ hết cả hồn. Suýt thì bị hù chết, con người cũng sắp rơi ra ngoài. Những người khác của nhà họ Triệu cũng đều hít sâu. SSSS. Khắp nơi trong đại sảnh khách sạn vang lên tiếng hít khí lạnh, tất cả nhân vật lớn và ông trùm đang có mặt đều sợ đến mức không ngừng lùi về phía sau.
Trương Hắc Hổ. Đây là Trương Hắc Hổ đó. Một trong những người thân tín của vua Giang Nam, tung hoành khắp Giang Nam, rung trời chuyển đất, chấn giữ một phương. Ông ta cứ thế chết rồi. Cổ họng bị Diệp Bắc Minh bóp vỡ, chết một cách nhanh gọn. Thống lĩnh Hắc Hổ. 3.000 Hắc Hổ vệ gào thét, huyết khí ngút trời, âm thanh vang vọng trong đại sảnh như sấm rền, bọn họ cắn răng nghiến lợi, muốn xông lên xé sống Diệp Bắc Minh. Ai dám tiến lên một bước cũng sẽ có kết cục như Trương Hắc Hổ. Giọng nói của Diệp Bắc Minh rất lạnh lùng, ánh mắt của anh càng lạnh hơn, anh đạp chân lên đầu Trương Hắc Hổ, nhìn xung quanh bằng ánh mắt khinh thường. Đến lúc chết, Trương Hắc Hổ vẫn tỏ vẻ sợ hãi, kinh ngạc, hối hận, khó tin. Ông ta không ngờ Diệp Bắc Minh này lại điên cuồng đến thế, thật sự bóp vỡ cổ ông ta. 3.000 Hắc Hổ vệ thật sự không dám di chuyển. Bị một câu nói của Diệp Bắc Minh làm sợ hãi đến mức lùi lại. Cút! Diệp Bắc Minh quát to một tiếng, nội kình đáng sợ dâng trào. Trong tai và mũi của Hắc Hổ vệ ở hàng trước có máu tươi tuôn trào, ngã lăn dưới đất. Sĩ khí của 3.000 người bị một câu nói của Diệp Bắc Minh đánh tan tác. Binh bại như núi ngã, 3.000 Hắc Hổ vệ tựa như kẻ đào ngũ, vội vàng chạy ra khỏi quán rượu, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Anh Bắc Minh! Chu Nhược Giai há to miệng như có thể nhét một quả trứng gà, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Mọi âm thanh đều biến mất. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Triệu Nhị Thần tựa như tử thần, anh cất lời, ông nghe lệnh ai đuổi giết tôi, võ giả vào nhà tôi hôm đó là người của ai? Tôi không biết, Triệu Nhị Thần vô cùng sợ hãi, liên tục lắc đầu. Vậy ông cũng chịu chết đi. Diệp Bắc Minh thốt lên một câu, anh dùng uy thế áp đảo như thế, Triệu Nhị Thần vẫn nói không biết ai ra lệnh đuổi giết anh thì chắc chắn là không biết. Một người không biết gì cả, sống tiếp để làm gì nữa. Vụt! Diệp Bắc Minh búng ngón tay, viên đạn Triệu Nhị Thần nổ súng bắn ra khi nãy bay đi, xuyên thủng đầu ông ta. Viên đạn bắn vào từ đầu mày, xuyên qua sau gáy. 3. Triệu Thái phát ra tiếng gào thét thảm thiết, anh ta nằm cạnh thi thể Triệu Nhị Thần, không ngừng lung lay. Mày giết ba của tao, tao liều mạng với mày, Triệu Thái bị cơn tức và nỗi sợ hãi che mờ lý trí. Xông về phía Diệp Bắc Minh. Bốp! Diệp Bắc Minh vùng chân đá trúng tim Triệu Thái, cứ thế đá chết anh ta. Người nhà họ Triệu sợ đến mức sụi lơ dưới đất, hoảng hốt nhìn Diệp Bắc Minh, đợi sát thần này đến lấy mạng bọn họ. Những nhân vật nổi tiếng và ông trùm ở thành phố Giang Nam đang có mặt đều không ngừng lùi về phía sau, sợ sẽ bị ảnh hưởng. Một tiếng sau, tôi sẽ đích thân đến nhà họ Triệu, bảo ông cụ nhà các người suy nghĩ cho kỹ. Năm đó là ai ra lệnh cho nhà họ Triệu các người đuổi giết tôi? Nếu không nhớ ra được, toàn bộ nhà họ Triệu cứ đợi chôn theo đi, Diệp Bắc Minh cất lời. Cút! Một chữ cút tựa như sóng thần vang lên. Ong! Người nhà họ Triệu xung quanh như được đại xá, điên cuồng chạy khỏi khách sạn. Những nhân vật lớn khác cũng thừa dịp loạn lạc rời đi, trong đại sảnh khách sạn chỉ còn lại Diệp Bắc Minh và ba người nhà Chu Nhược Giai. Anh Bắc Minh! Chu Nhược Giai hất tay mẹ. Chạy đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, nhào vào lòng anh. Diệp Bắc Minh ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô, mỉm cười nói, đồ ngốc này, còn muốn từ hôn với anh nữa không? Không từ hôn nữa, em không từ hôn nữa. Chu Nhược Giai khóc to. Bắc Minh, thằng nhóc này, mấy năm qua rốt cuộc cháu đã gặp phải chuyện gì ở bên ngoài vậy, vợ chồng Chu Thiên Hạo và Lý Hải Hà đều tỏ vẻ khiếp sợ. Họ có nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh mất tích 5 năm mà họ cho rằng đã chết ở bên ngoài lại trở về. Nói ra thì dài dòng lắm, năm đó cháu bị người ta đuổi giết, Diệp Bắc Minh kể lại chuyện mình luyện võ ở núi Côn Luân một cách ngắn gọn. Nói thế nghĩa là võ công của cháu bây giờ rất cao cường đúng không, Chu Thiên Hạo nhướng mày. Long Quốc chú trọng võ đạo, người bình thường cần tuân theo quy tắc, nhưng với võ giả, quy tắc chỉ là một thứ nhảm nhí. Nếu Diệp Bắc Minh có thực lực võ giả cấp thiên, thì dù giết chết Triệu Nhị Thần và Triệu Thái cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì. Bắc Minh, thực lực của cháu hiện tại là gì? Võ giả cấp thiên sao? Chu Thiên Hạo không nhịn được hỏi. Chú Chu, cháu cũng không biết thực lực cụ thể của mình là gì, cháu còn không biết võ giả phân chia thực lực thế nào nữa, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh không hề nói đùa, 5 năm qua, anh vẫn luôn tập trung luyện võ. Trong đầu chỉ có hai chữ trả thù. Anh thật sự không hiểu rõ cấp bậc của võ giả cho lắm. Trương Hắc Hổ là võ giả cấp địa, cháu có thể dễ dàng bóp chết ông ta thì ít nhất cũng là võ giả cấp thiên sơ cấp nhỉ, Chu Thiên Hạo suy đoán.
ông ấy thật sự không dám nghĩ đến chuyện Diệp Bắc Minh là võ giả cấp thiên cao cấp. Dù sao người ở bên cạnh Vô Giang Nam cũng chỉ có thực lực cấp thiên cao cấp mà thôi. Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi, tính tới tính lui thì chỉ khoảng 23, chắc chắn không thể có thực lực như thế. Phụt! Sắc mặt Lý Hải Hà chợt trở nên tái mét, bà ấy phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống. Mẹ! Chu Nhược Giai vội đỡ lấy bà. Ấn đường trở thành màu đen, hơi thở mỏng manh, cô bị trúng độc sao? Diệp Bắc Minh nắm lấy cổ tay Lý Hải Hà, xa sầm mặt. Là Triệu Thái bỏ độc, anh ta ép em cưới anh ta, em không đồng ý, anh ta bèn cho người ép mẹ em uống thuốc độc, còn nói chỉ một mình anh ta có thuốc giải, bây giờ Triệu Thái đã chết, mẹ. Nét mặt Chu Nhược Giai xám xịt, vì quá lo lắng mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất xỉu. Nhược Giai. Diệp Bắc Minh tiến lên ôm cô vào lòng. Buổi lễ đính hôn của nhà họ Triệu, người đã mất tích 5 năm trở về, ông hai nhà họ Triệu sĩ tộc Giang Nam chết thảm, công tử bột đứng đầu Giang Nam Triệu Thái cũng giết chết. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Giang Nam như sóng thần, khiến mọi người xôn xao. Diệp Bắc Minh là ai? Người mất tích 5 năm trước, cá lọt lưới của nhà họ Diệp khi xưa. Anh ta quay lại giết chết ba con Triệu Nhị Thần và Triệu Thái rồi. Trương Hắc Hổ, một trong 30 thống lĩnh cấm vệ dưới trướng Vua Giang Nam, cũng bị Diệp Bắc Minh này bóp chết. SSSS, Giang Nam sắp có biến rồi. Nhỏ như tiểu thương tôi tớ, lớn như chủ tịch tập đoàn, đầu đường cuối hẻm, trang viên phủ đệ, khắp nơi đều đang bàn tán. Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Triệu, thi thể của Triệu Nhị Thần và Triệu Thái được đưa về, đang đắp vải trắng, đặt trong phòng khách. Nhà họ Triệu vô cùng yên tĩnh. Sắc mặt ông cụ Triệu vô cùng u ám, ông ta đang nhìn chằm chằm thi thể của con trai và cháu trai bằng đôi mắt hằn những tia máu. Cái chết của con trai và cháu trai không khiến ông ta nổi trận lôi đình, chỉ có sự im lặng vô tận. Tâm trạng của ông cụ Triệu lúc này đã rất rõ ràng rồi. Diệp Bắc Minh, cá lọt lưới mất tích 5 năm kia. Cậu ta quay lại rồi. Một lúc lâu sau đó, cuối cùng ông cụ Triệu cũng lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng cay nghiệt khiến người nghe không rét mà run. Ba, là cậu ta đã giết chú hai, một người đàn ông trung niên tiến lên, cắn răng nghiến lợi nói. Đây là Triệu Thành Trung, con trai trưởng của nhà họ Triệu, anh ruột của Triệu Nhị Thần. Lúc Diệp Bắc Minh giết người trong khách sạn, ông ta cũng có mặt. Trương Hắc Hổ cũng chết trong tay cậu ta sao? 3.000 Hắc Hổ vệ bị một chữ, cút, của cậu ta làm sợ đến mức rút lui. Cậu ta là võ giả cấp thiên, cũng có thể là tông sư võ đạo, ánh mắt ông cụ Triệu sắc bén như chim ưng, ông ta chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn thi thể của con trai và cháu trai, không quan tâm đến con trai cả, chỉ tự lẩm bẩm. Tông sư võ đạo, người của nhà họ Triệu đều tỏ vẻ khiếp sợ. Không phải chứ, toàn thân Triệu Thành Trung run lên. Ông cụ Triệu phớt lờ ông ta, tự lẩm nhẩm một mình, trận chiến Long Đô năm xưa. Chiến thần Long Quốc Diệp Lăng Tiêu vừa hét lên đã đánh đuổi được Triệu quân Lang Quốc, được xưng danh là tông sư số 1 Long Quốc. Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi, không thể nào là võ giả tông sư được. 23 tuổi, võ giả cấp thiên, còn là võ giả cấp thiên cao cấp, thú vị đây. Ông cụ Triệu cười khẽ, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, lại trở về với vẻ hô mưa gọi gió như xưa. Lập tức điều tra lai lịch của Diệp Bắc Minh cho ba. Đồng thời liên lạc với Vua Giang Nam đi, ba muốn gặp ông ấy. Một võ giả giết người bừa bãi ở thành phố Giang Nam, Vua Giang Nam sẽ không mặc kệ đâu. Con cháu nhà họ Triệu không thể chết oan được. Trong đôi mắt như chim ưng của ông cụ Triệu hiện lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Ba muốn gặp Vua Giang Nam ạ. Mọi người trong nhà họ Triệu đều sửng sốt. Ha ha, ba đã già rồi, cũng nên ra mặt thôi. Chắc Vua Giang Nam sẽ nể mặt ông già này chứ. Ông cụ Triệu đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách. Chuẩn bị xe, đến phủ đệ của Vua Giang Nam, tôi phải đích thân gặp ông ấy. Vâng, người của nhà họ Triệu vô cùng kích động. Từ sau khi về hưu, ông cụ không còn quan tâm đến chuyện đời nữa. Nếu lần này ông cụ gặp Vua Giang Nam, không chỉ giải quyết được vấn đề của Diệp Bắc Minh mà còn nâng cao uy tín và tiếng nói của nhà họ Triệu lên một tầm cao mới. Em hai, còn cả cháu trai ngoan của bác nữa. Hai người chết cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Sau khi thành công ba đã rút lui, cũng không có ý tranh quyền đoạt vị, nhưng vì cái chết của hai người đã đánh thức dã tâm trong lòng ba. Nhà họ Triệu sắp lấy lại được vinh quang năm xưa rồi,
Triệu Thành Trung phấn khích thầm nói trong lòng. Biệt thự nhà họ Chu. Sau khi Chu Nhược Giai và Lý Hải Hà ngất xỉu thì được đưa về biệt thự nhà họ Chu, đến khi Chu Nhược Giai mở mắt ra. Diệp Bắc Minh đang ngồi trong phòng khách, nói chuyện với Chu Thiên Hạo. Anh Bắc Minh, ba, mẹ con thế nào rồi? Chu Nhược Giai lo lắng hỏi. Diệp Bắc Minh đáp, yên tâm, cô không sao, anh đã châm cứu đào thải độc tố trong cơ thể cô ra rồi. Thật ạ, Chu Nhược Giai vui mừng khôn xiết. Thật, vừa nãy mẹ con đã tỉnh xong lại ngủ tiếp rồi, Chu Thiên Hạo gật đầu. Mẹ, Chu Nhược Giai chạy nhanh về phòng mẹ, một lúc sau lại đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ đã thực sự không sao, đang ngủ ngon lành. Được rồi chú Chu, Nhược Giai, cũng gần đến giờ rồi, cháu phải tới nhà họ Triệu đây. Diệp Bắc Minh nói lời chào tạm biệt, chuẩn bị đến nhà họ Triệu tìm chân tướng vụ sát hại ba mẹ và anh trai mình. Bắc Minh, khoan đã, Chu Thiên Hạo kéo cánh tay Diệp Bắc Minh lại. Bắc Minh, cháu thật sự phải làm vậy sao? Chú biết bây giờ cháu rất có năng lực, không còn là đứa bé sức tay trói gà không chặt năm đó nữa, nhưng nhà họ Triệu mà cháu phải đối mặt là một gia đình quyền thế, hơn nữa. Chu Thiên Hạo khựng lại. Sau đó nặng nề nói, có thể còn có cả vua Giang Nam nữa. Chú khuyên cháu hãy nên rời khỏi Giang Nam đi, đừng đến sân bay, cũng đừng đến ga tàu. Trong gara nhà chú có một chiếc Audi A8, cháu lấy mà đi đi, đi đường nhỏ dưới quê ấy, đừng nói với bất kỳ ai hướng đi của cháu. Chu Thiên Hạo nói xong còn lấy chìa khóa xe ra, nhét cho Diệp Bắc Minh. Có phải chú Chu đã biết chuyện gì rồi không ạ? Diệp Bắc Minh nghe tới ba chữ vua Giang Nam thì nét mặt cứng lại. Anh cũng không nhận lấy chìa khóa xe. Chu Thiên Hạo muốn nói lại thôi, vừa nhìn là biết có tâm sự. Có lẽ chú ấy cũng biết một số chuyện về cái chết của ba mẹ và anh trai. Chú nói cho cháu chẳng khác nào hại cháu cả, vẻ mặt Chu Thiên Hạo phức tạp, ông thở dài. Anh Bắc Minh, anh đừng hỏi nữa, Chu Nhược Giai nói. Thù của ba mẹ, không đội trời chung, Diệp Bắc Minh kiên định lắc đầu, nếu chú không nói cho cháu thì cháu cũng không ép buộc. Sau khi cháu đến nhà họ Triệu sẽ tự hỏi vua Giang Nam. Hả? Chu Thiên Hạo sợ hết hồn. Vua Giang Nam là ai? Trong tay có 100.000 cấm quân, nắm quyền sinh sát ở Giang Nam này, ngồi không thu thuế, là quan lớn biên cương của Long Quốc. Diệp Bắc Minh đi tìm ông ta khác nào tự đưa đầu vào chỗ chết. Đừng mà anh Bắc Minh, Chu Nhược Giai vội khuyên nhủ. Chú Chu, rốt cuộc chú đã biết chuyện gì? Diệp Bắc Minh nghiêm túc nhìn Chu Thiên Hạo. Hai. Chu Thiên Hạo thở dài một tiếng, thôi được rồi, thật ra sau khi ba mẹ cháu qua đời, chú đã phái người âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ cháu, kẻ xông vào nhà cháu hành hung hôm đó là hai võ giả cấp thiên. Điều này thì cháu biết. Diệp Bắc Minh gật đầu, từ sau khi tập võ, anh nhớ lại mọi chuyện xảy ra ở nhà ngày hôm đó và đã có thể đoán ra được. Vậy cháu có biết hai võ giả cấp thiên này hiện tại đều đang làm cho vua Giang Nam không? Chu Thiên Hạo hạ giọng. Chú nói thật ạ. Giọng Diệp Bắc Minh thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Nếu những gì Chu Thiên Hạo nói là thật thì có lẽ cái chết của ba mẹ thật sự liên quan đến vua Giang Nam. Vua Giang Nam. Nếu ông ta có liên quan đến cái chết của ba mẹ cháu thì dù ông ta có là vua Giang Nam thì cũng không ai có thể bảo vệ được ông ta. Diệp Bắc Minh bỏ lại câu này rồi quay người đi ra khỏi phòng khách nhà họ Chu. Chu Thiên Hạo và Chu Nhược Giai vội vàng ngăn cản, nhưng khi ra khỏi cửa thì đã không còn thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh đâu. Khu biệt thự của Sơn Trang nhà họ Triệu được canh phòng nghiêm ngặt. Mọi người đều vô cùng cảnh giác. Ông cụ đi gặp vua Giang Nam, Triệu Thành Trung chịu trách nhiệm bảo vệ nhà họ Triệu, hơn 500 tay sai đều được ông ta triệu tập. Mấy thủ lĩnh như Đáng Khẩu, Ngô Lạc Thành cũng là tay sai được nhà họ Triệu đào tạo nhiều năm. Lúc này nhà họ Triệu gặp nạn, tất cả đều trở về. Triệu Thành Trung nhìn đồng hồ giá trị cả triệu trên cổ tay, cau mày nói, đã 59 phút trôi qua từ khi Diệp Bắc Minh cho thời hạn một tiếng, ba vẫn chưa về, lỡ như Diệp Bắc Minh đến đây. Ông chủ, ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Bắc Minh kia chỉ đe dọa nhà họ Triệu thôi. Tên đó mà dám xông vào Sơn Trang nhà họ Triệu ư, làm sao có thể? Nơi này là đầm rồng hang hổ, cậu ta dám xông vào, chúng tôi cũng dám đảm bảo cậu ta chết không có chỗ chôn. Mấy thủ lĩnh nhóm Ngô Lạc Thành tỏ vẻ buồn cười. Mấy người họ vừa mới nói xong, trước cổng nhà họ Triệu chợt vang lên một âm thanh lớn, quan tài màu đen từng xuất hiện ở khách sạn bay vào trong sân nhà họ Triệu tựa như thần chết.
Ầm. Sau âm thanh đinh tai nhức óc, vô số người của nhà họ Triệu chạy ra ngoài. Diệp Bắc Minh như thần chết bước từng bước vào cổng nhà họ Triệu, thời hạn một tiếng đã đến, nhà họ Triệu có thể cho tôi một câu trả lời hoàn mỹ rồi chứ? Diệp Bắc Minh, cậu đúng là to gan, cậu thật sự dám đến nhà họ Triệu à? Triệu Thành Trung bước ra, sau khi thấy Diệp Bắc Minh, khóe mắt ông ta không khỏi khẽ giật. Nhưng nơi này là nhà họ Triệu, khiến ông ta can đảm hơn rất nhiều. Danh con, cậu đúng là to gan, dám đến nhà họ Triệu tung hoành ư? Cậu chán sống rồi sao? Còn không mau quỳ xuống. Láo xược, mang một cái quan tài đến nhà họ Triệu, cậu có biết đó là tội chết không? Mấy thủ lĩnh nhóm Ngô Lạc Thành ở bên cạnh Triệu Thành Trung cười khinh thường. Bình thường bọn họ hống hách đã quen, hoàn toàn không biết Diệp Bắc Minh đáng sợ đến mức nào. Ồn ào. Diệp Bắc Minh thốt ra hai chữ, vung chân đá mấy hòn đá nhỏ dưới đất. Mấy viên đá bay lên không trung, xuyên thủng đầu mấy người nhóm Ngô Lạc Thành. A, à, giết người, mấy nữ giới nhà họ Triệu sợ đến mức sụi lơ dưới đất. Giết chết cậu ta đi. Giọng nói của Triệu Thành Trung trở nên run rẩy, hơn 500 tay sai được huấn luyện nghiêm chỉnh rút búa bên hông ra, xông đến chỗ Diệp Bắc Minh một cách hung hăng. Ầm 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 ầm. Âm thanh chấn động đất trời vang lên, xương cốt nổ tung, tiếng gào thét thê thảm của mấy tay sai vang lên. Triệu Thành Trung sợ đến mức ngây người. Vì ông ta tận mắt nhìn thấy tay sai do nhà họ Triệu huấn luyện lần lượt bay ra ngoài như chó chết, đến khi tất cả bụi bặm lắng xuống, nơi này chỉ còn lại một con đường máu. Hơn 500 tay sai đều nằm dưới đất rên rỉ. Diệp Bắc Minh thì vẫn đứng ở đó như chẳng có chuyện gì, anh đảo mắt nhìn tất cả những người nhà họ Triệu, có người tiêu diệt ba người nhà họ Diệp của tôi, nhà họ Triệu các người chính là đồng lõa. Bắt đầu từ ông, một phút ông cụ Triệu không xuất hiện, tôi sẽ giết một người. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, nhanh chóng đi tới bên cạnh Triệu Thành Trung, giơ tay nắm lấy cổ họng ông ta. Người đầu tiên, rắc, một âm thanh giòn giã vang lên, cổ của Triệu Thành Trung cứ thế bị bóp vỡ, chết ngay tại chỗ. Con người ông ta trợn to, trong miệng thốt lên câu nói cuối cùng, biết trước kết cục thế này, thì tôi đã chạy trước rồi. Trong lòng ông ta còn ôm giấc mơ sẽ giúp nhà họ Triệu trở mình, không ngờ nhà họ Triệu sắp toi đời rồi. Thành Trung. Vào khoảnh khắc Triệu Thành Trung ngã xuống đất, bên tai vang lên giọng nói của ông cụ Triệu, trước khi về hưu, ông lão này từng là nhân vật hô mưa gọi gió của Giang Nam. Lúc này, ông ta vô cùng giận dữ bước vào cổng nhà họ Triệu, lòng đang rỉ máu. Ông ta chỉ có hai đứa con trai ở nhà, một đứa con gái đã gả đến Kim Lăng. Bây giờ, hai đứa con trai lần lượt bỏ mạng, cháu trai Triệu Thái cũng bị Diệp Bắc Minh giết chết, nhà họ Triệu hoàn toàn không còn người nối dõi. Diệp Bắc Minh, tôi muốn cậu phải chết, ông cụ Triệu không thể khống chế được cảm xúc nữa, điên cuồng gào thét. Ầm ầm. Sau đó, một đám người mặc áo giáp xông vào, khoảng 5-6 nghìn người. Bọn họ tay cầm vũ khí, bao vây toàn bộ nhà họ Triệu. Danh con đúng là to gan, dám giết chết sĩ tộc quyền quý trong địa bàn của vua Giang Nam như thế, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Ha ha ha, tên vô dụng Trương Hắc Hổ kia là chết trong tay anh à. Một giọng nói khác của phụ nữ cũng vang lên. Một nam một nữ mặc áo giáp tiến vào. Hai người đều là võ giả cấp địa cao cấp, một trong 30 thống lĩnh cấm vệ của vua Giang Nam. Ngoài ra còn có một người chắp tay sau lưng, bước tới như đi dạo trong sân vắng. Vào khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, Diệp Bắc Minh lập tức máu huyết sôi trào, cơn giận trong lòng phun trào như núi lửa. Dù có chết, anh cũng nhớ kỹ mặt của người đàn ông này, nằm mơ cũng có thể nhớ lại. Đây chính là người tiến vào nhà họ Diệp, đánh một chưởng lên ngực anh cả của anh, sau khi ba mẹ đẩy anh ra ngoài cửa sổ thì cũng lần lượt mất mạng. Cái chết của ba mẹ và anh cả tôi quả nhiên có liên quan đến vua Giang Nam, Diệp Bắc Minh nghiến răng. Không ngờ cá lọt lưới 5 năm trước lại trưởng thành đến mức này, võ giả cấp thiên cao cấp kia đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn Diệp Bắc Minh. Ha ha ha, còn trẻ như thế đã mang theo thù hận sâu đậm đến đây. Giết chết có phải đáng tiếc lắm không, nữ thống lĩnh kia cười khẽ. Cung Phụng Hồng, hai vị chỉ huy, xin hãy giết tên tặc này. Ông cụ Triệu điên cuồng hét. Cung Phụng Hồng và hai chỉ huy quân cấm vệ đều là người ông ta mời để giết Diệp Bắc Minh sau khi gặp vua Giang Nam. 6.000 cấm vệ, hai võ giả cấp địa đỉnh phong, một cung phụng cấp thiên đỉnh phong, giết Diệp Bắc Minh dễ như trở bàn tay. Diệp Bắc Minh chỉ vào chiếc quan tài đặt trong sân.
quan tài này chôn hung thủ giết ba mẹ tôi. Quan tài này chôn Triệu Nhị Thần, chôn Triệu Thái. Quan tài này chôn ông cụ Triệu. Quan tài này chôn cả nhà họ Triệu. Cũng chôn cả vua Giang Nam. To gan, mặt Cung Phùng Hồng trầm xuống, ông ta hét lên một tiếng như sư tử gầm rồi tiến lên, tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Giết! Diệp Bắc Minh hét to, tung một đấm về phía Cung Phùng Hồng đang tấn công. Rắc! Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, Cung Phùng Hồng hét thảm thiết rồi bay ra ngoài, cả cánh tay đã nát bấy, ông ta nằm trên đất như con chó chết, đau đớn kêu la. Cậu, tông sư võ đạo, Hồng Cung Phụng kinh hãi tột độ, ra đầu tê dại. Bộp! Diệp Bắc Minh bước tới, giẫm lên đầu Cung Phụng Hồng. Cậu! Hai chỉ huy quân cấm vệ một nam một nữ sợ tới mức tim gan như vỡ ra, hãi hùng nhìn Diệp Bắc Minh. Đây là Cung Phụng bên cạnh vua Giang Nam, võ giả cấp thiên đỉnh phong, chỉ huy hàng đầu của 100.000 cấm quân, cứ thế mà chết rồi sao? Toàn thể tấn công, giết cậu ta! Hai chỉ huy quân cấm vệ hét lớn, ra lệnh giết Diệp Bắc Minh. Vù! Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, tới trước mặt hai người, đưa hai tay ra một trái một phải, đập mạnh xuống. Phụt, phụt! Máu trào ra từ thất khiếu của hai người, mũ chiến đấu trên đầu vỡ tung, cơ thể của cả hai rơi thẳng xuống. Hai chỉ huy quân cấm vệ cấp địa đỉnh phong mà cũng bị Diệp Bắc Minh đánh chết chỉ bằng một chiêu. Nhìn thấy cảnh này, 6.000 cấm vệ đều ngẩn ra. Giọng của Diệp Bắc Minh vọng lại, các anh cũng là người có vợ có con, nếu muốn tự tìm cái chết thì cứ việc tới đây. Còn không thì cút. Hổ thét rồng gầm. Uy thế bộc phát ra từ Diệp Bắc Minh đến 6.000 quân cấm vệ cũng không cản nổi, tất cả đồng loạt bỏ lại mũ giáp, chật vật lao ra khỏi cổng nhà họ Triệu. Thủ lĩnh đã bị tát chết, bọn họ cũng chẳng còn dũng khí nữa. Một câu nói đẩy lui cả 6.000 quân cấm vệ. Ông cụ Triệu ngã xuống đất. Chỉ vào Diệp Bắc Minh, cậu hồi lâu, sâu trong đáy mắt ông ta chỉ có nỗi sợ hãi vô tận, một chữ cũng không nói thêm được nữa. Cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến vua Giang Nam không? Diệp Bắc Minh lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, cậu muốn biết à? Tự đi mà hỏi vua Giang Nam. Ông cụ Triệu cười điên cuồng, ha ha ha, cậu giết con trai tôi, cháu trai tôi, nhà họ Triệu đã không còn gì nữa, cậu cũng đừng hòng trả thù thành công. Diệp Bắc Minh, cho dù tôi chết cũng sẽ không nói cho cậu biết hung thủ thật sự là ai đâu, cậu tự đi mà hỏi vua Giang Nam. Ông cụ Triệu trở nên hung bạo. Ông ta lao vào quan tài Diệp Bắc Minh mang đến, vỡ đầu, não văng tứ tung. Ông ta tâm địa độc ác, trước khi chết còn chơi Diệp Bắc Minh một vố. Đẩy hết mọi thông tin về vua Giang Nam, chỉ cần Diệp Bắc Minh dám đến tìm vua Giang Nam thì chắc chắn sẽ chết. Cho dù nhà họ Triệu bị xóa sổ thì cũng phải kéo theo Diệp Bắc Minh xuống nước. Diệp Bắc Minh thờ ơ nhìn những chuyện xảy ra, cho dù ông cụ Triệu không nói thì anh cũng sẽ đích thân đi gặp vua Giang Nam, tìm ra chân tướng sự thật. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh ra khỏi nhà họ Triệu, tất cả con cháu nhà họ Triệu đều đã bị tiêu diệt. Nợ máu trả bằng máu. Sao cơ? Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh bước ra khỏi nhà họ Triệu, trong trang viên sang trọng nơi nào đó ở Giang Nam. Một người phụ nữ xinh đẹp hơi sửng sốt khi biết tin. Nhà họ Triệu bị tiêu diệt rồi. Cung Phùng Hồng đã chết. Hai chỉ huy quân cấm vệ cũng chết luôn. Sư đệ ơi sư đệ, sao em lại cho chị một bất ngờ lớn, hay nói cách khác là một tin dữ lớn thế này vậy? Người phụ nữ mặc sườn xám khoe ra dáng người hoàn hảo không tì vết. Hàng lông mày xinh đẹp khi thì giãn ra, khi thì trao lại, cô ấy thở dài, hai, thế này mới hợp với tính của em chứ. Nhớ lúc ban đầu khi ở trên núi, em đã đánh bại cả 10 chị em bọn chị không thể đánh trả được kia mà. Ha ha! Người phụ nữ nói xong bỗng bật cười, khiến trăm hoa đều bị lu mờ. Cô ấy hạ lệnh, được rồi, lập tức phái người đi dọn dẹp chiến trường cho sư đệ của tôi, không được truyền tin chuyện nhà họ Triệu ra ngoài. Rõ! Người đàn ông trung niên trước mặt cô ấy là một võ giả cấp thiên đỉnh phong đứng thứ ba Giang Nam. À đúng rồi chủ nhân! Còn có một chuyện nữa, võ giả cấp thiên này lại lên tiếng, sư đệ của cô vác theo một chiếc quan tài đi tìm vua Giang Nam, hôm nay cũng vừa khéo chính là tiệc mừng thọ 60 tuổi của vua Giang Nam, chắc mấy vị kia cũng sẽ đến. Cái gì? Cuối cùng người phụ nữ cũng không thể bình tĩnh được nữa, cô ấy ngạc nhiên bảo, sao ông không nói sớm? Chuẩn bị xe cho tôi muốn đến phủ vua Giang Nam, sư đệ của tôi sắp gây ra họa lớn rồi. Diệt nhà họ Triệu không sao?
chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng... Người phụ nữ vội vàng lao ra khỏi phòng khách, lên chiếc Rolls Royce chống đạn, đi thẳng đến phủ vua Giang Nam, hy vọng tới kịp, động đến vua Giang Nam cũng không sao, nhưng nếu khiến mấy vị kia của Kim Lăng nổi giận thì sẽ hơi rắc rối đấy. Phủ của vua Giang Nam ở trung tâm thành phố, là khu phồn hoa nhất. Toàn bộ phủ vua chiếm diện tích cực lớn, hai ba quảng trường cộng lại cũng không bì kịp, giống như hoàng cung vậy. Trong đô thị hiện đại sầm uất, khắp nơi đều là cao ốc, những tòa nhà chọc trời. Nhưng sâu trong những tòa nhà chọc trời này lại có một phủ vua phong cách Trung Hoa, khiến người ta không khỏi xúc động, rốt cuộc vua Giang Nam này giàu có đến mức nào. Hôm nay, trong phủ của vua Giang Nam tràn đầy cảm giác vui mừng, khắp nơi răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, dây pháo vang dội, cờ đỏ phất phới, người người tấp nập. Vì hôm nay chính là đại thọ 60 tuổi của vua Giang Nam. Những nhân vật nổi tiếng và ông trùm đứng đầu xã hội đều đến chúc thọ cho vua Giang Nam. Nhà họ Triệu chọn đính hôn vào hôm nay cũng vì muốn hưởng chung không khí vui mừng của vua Giang Nam. Nhưng không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại quay về vào ngày hôm nào. Đây là ai? Tình huống gì vậy? Một người trẻ tuổi vác theo một cái quan tài, cậu ta muốn làm gì? Người đi đường nhìn thấy một hình ảnh khiến người khác khiếp sợ. Một người trẻ tuổi sải bước. Lưng đeo một cái quan tài nhuốm máu, anh đi trên đường lớn của thành phố hiện đại, thật sự rất thu hút sự chú ý của người khác. Anh ta làm gì vậy? Rất nhiều người đi đường tỏ vẻ sợ hãi và khó tin. Diệp Bắc Minh không thèm quan tâm đến người đi đường, anh chậm rãi bước về phía phủ của vua Giang Nam. Đó là hướng đến phủ vua Giang Nam. Người trẻ tuổi này điên rồi sao? Cậu ta vác một cái quan tài đi tới phủ vua Giang Nam, chán sống à? Hôm nay còn là đại thọ 60 của vua Giang Nam nữa, chưa nói đến chuyện cậu ta vác một cái quan tài đến phủ vua Giang Nam, dù chỉ vác quan tài đi trên đường cũng có thể bị cho rằng bất kính với vua Giang Nam. Vô số người đi đường đứng sững lại, hoàn toàn hóa đá. Cộp, cộp, cộp. Diệp Bắc Minh đi rất nhanh, trông có vẻ như anh chỉ bước tới một bước, nhưng mọi người chợt phát hiện một bước của anh rất xa. Người bình thường bước ra một bước chỉ đi được khoảng 7-80 cm. Nhưng Diệp Bắc Minh bước tới một bước lại đi tận 7-8 mét. Còn chưa đi được bao nhiêu bước đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Người giàu nhất huyện Giang Thủy Vương Phú Quý tặng một bức tượng Ngọc Quan Âm, giá trị 8 triệu. Chủ tịch ô tô Vĩnh Thịnh Giang Nam tặng một chiếc Rolls Royce Phantom. Tổng giám đốc Lâm của khách sạn 5 sao Cẩm Viên tặng một bụi san hô đỏ cao cấp. Những đại gia đứng đầu Giang Nam đều có mặt, người trước cửa cầm danh sách quà tặng, lần lượt đọc ra. Những nhân vật lớn hô mưa gọi gió ở Giang Nam đều đứng xếp hàng nghiêm túc trước cửa phủ vua Giang Nam, như những nhân viên văn phòng đang đợi mua bánh bao buổi sáng vậy. Diệp Bắc Minh, tặng vua Giang Nam một cái quan tài. Trước cửa phủ vua Giang Nam trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn sang với vẻ kinh ngạc, ánh mắt vô cùng rung động. Diệp Bắc Minh, tặng một cái quan tài. Là Diệp Bắc Minh giết chết Triệu Nhị Thần và Triệu Thái kia sao? Rất nhiều người nhận ra Diệp Bắc Minh, tỏ vẻ hoảng hốt, không ngờ Diệp Bắc Minh vẫn dám tìm đến nơi này. Nơi này là phủ vua Giang Nam đấy. Đúng là to gan. Dám đến phủ vua gây rối. Bắt cậu ta lại cho tôi, một thống lĩnh quân cấm vệ xuất hiện, chỉ huy mấy trăm người mặc áo giáp đồng loạt xông lên, tạo đội hình bao vây lấy Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, anh dùng quan tài làm vũ khí, càn quét khắp nơi. Những quân cấm vệ này hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh, bị quan tài gỗ lim cao cấp đánh hộc máu, gãy tay gãy chân, nằm dưới đất rên rỉ. Ngay cả thống lĩnh quân cấm vệ kia cũng bị Diệp Bắc Minh đá bay, xương ngực vỡ tan mà chết. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh hùng hổ đi vào cổng phủ vua Giang Nam, ném quan tài xuống đất, cất tiếng hỏi. Viết, Diệp Bắc Minh, tặng một cái quan tài. Dạ. Người đàn ông trung niên đang ghi chép danh sách quà tặng người run cầm cập, cầm lấy bút lông, run rẩy viết lại tên và quà của Diệp Bắc Minh. Cậu ta muốn lật trời sao? Người giàu nhất huyện Giang Thủy Vương Phú Quý sợ hãi hỏi. Chủ tịch ô tô Vĩnh Thịnh Giang Nam và Tổng Giám đốc Lâm của khách sạn 5 sao Cẩm Viên ở bên cạnh cũng đều sợ hãi tránh ra, nhường đường cho Diệp Bắc Minh. Mấy đại gia khác cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Vua Giang Nam ra đây, tôi có lời muốn hỏi ông. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, không hề xem phủ vua Giang Nam là một nơi uy nghiêm,
còn đi vào phủ vua dưới ánh mắt kinh ngạc và hoảng hốt của vô số vị khách. Diệp Bắc Minh xuất hiện một cách hiên ngang, vác theo một cái quan tài lớn, đến chúc thọ cho vua Giang Nam, khiến toàn bộ phủ vua phải kinh ngạc. Tên nhóc này ở đâu ra vậy? Có người đến tặng vua Giang Nam một cái quan tài hả? Các nhân vật lớn của Giang Nam, Giang Đông và Kim Lăng lần lượt xuất hiện, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh đang đi về phía trước. Diệp Bắc Minh tiến lên từng bước một. Thống lĩnh quân cấm vệ của vua Giang Nam lục tục xuất hiện, ngăn cản Diệp Bắc Minh, tiếc là hoàn toàn không phải kẻ thù của anh, lần lượt ngã xuống mà chết, máu nhuộm phủ vua. Ở bên ngoài của phủ vua đều là những nhân vật có thân phận khá tầm thường. Chỉ có bên trong mới là những nhân vật đứng đầu. Vua Giang Nam, 5 năm trước, ba người của nhà họ Diệp tôi mất mạng, là cho hai cung phụng bên cạnh ông ra tay, ông không định cho tôi một lời giải thích sao? Sốt cuộc nhà họ Diệp của tôi làm gì ông, mà ông lại muốn tiêu diệt cả nhà tôi như thế? Vua Giang Nam, nếu hôm nay ông không cho tôi một câu trả lời, thì cứ để toàn bộ phủ vua chôn theo ông đi. Diệp Bắc Minh tựa như một ma vương, mỗi khi tiến tới một bước, anh sẽ đặt một câu hỏi. Nơi anh bước qua, không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng, động tĩnh do anh gây ra cũng đã ảnh hưởng đến phủ bên trong. Lúc này, sâu trong phủ vua Giang Nam, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế cao nhất trong đại sảnh. Người này chính là vua Giang Nam. Ông ta có mặt chữ điền, để râu, đôi mắt lấp lánh có hồn, không giận mà oai. Một khí thế của người ngồi vị trí cao vẫn luôn lan tỏa trên người ông ta. Diệp Bắc Minh, không ngờ cậu ta lại đến đây, vua Giang Nam tỏ vẻ bất ngờ. Hai tiếng trước, ông ta vừa mới nghe nói người này gây rối ở lễ đính hôn của nhà họ Triệu. Một tiếng trước, ông ta nghe tin nhà họ Triệu bị giết sạch, hai thống lĩnh chết trận, một cung phụng bị giết. Bây giờ, Diệp Bắc Minh lại dám xông vào phủ vua. Ông ta vốn nghĩ hôm nay là đại thọ 60. Đợi đại thọ qua rồi mới tính đến chuyện của Diệp Bắc Minh. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại đích thân đến tận đây. Ha ha, đúng là to gan, đại thọ 60 của chú lại có người có mắt như mù đến gây chuyện à. Chú cứ yên tâm, có chúng cháu ở đây, Tôn Hầu Tử không thể nào nhảy khỏi núi ngũ chi của Phật Như Lai đâu. Mọi người cùng đi xem thử đi. Mười mấy người trẻ tuổi khí thế bất phạm, ăn mặc sang trọng không khỏi bật cười, tất cả họ đều không giàu cũng sang. Đến từ bốn gia tộc lớn là Giả, Sử, Vương, Tiết của Kim Lăng. Những người có quyền cao chức trọng, kiểm soát toàn bộ cục dệt may ở Giang Nam, Giang Đông, Kim Lăng. Mười mấy người trẻ tuổi này xung phong đi ra ngoài. Vua Giang Nam thì hơi lo lắng, ông ta nhíu mày rời khỏi ngai vàng, đi ra ngoài theo họ. Vua Giang Nam đâu? Ông ta vừa đi đến phòng khách đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, anh đi qua cửa lớn ở sân sau, hiên ngang bước tới. Trên người vác một cái quan tài, khí thế đáng sợ. Diệp Bắc Minh, bản vương ở đây. Vua Giang Nam hờ hững cất lời. Ông là vua Giang Nam à, Diệp Bắc Minh nhìn người đàn ông. Sau đó, anh thẳng thừng chất vấn, 5 năm trước, ba người nhà họ Diệp tôi bị giết chết, có phải có liên quan đến ông không? Không đợi vua Giang Nam trả lời, một người trẻ tuổi bên cạnh đã cười khẩy, thằng danh con, mày nghĩ mày là cái thá gì, ở đây đến lượt mày nói chuyện sao? Quỳ xuống, tự trói hai tay, sau đó cút ra ngoài đi. Hôm nay là đại thọ 60 của chú, mày là thằng danh con từ đâu chui ra mà dám ngang ngược ở đây hả, muốn bị Chu Di cửu tộc à? Mấy người trẻ tuổi quát mắng. Cút! Diệp Bắc Minh chỉ nói một chữ. Gì cơ? Mày bảo bọn tao cút hả? Mấy công tử bột xa sầm mặt, cơn giận dâng trào, bọn họ tung hoành ở Kim Lăng đã quen, chưa bị cư xử thế này bao giờ. Nếu còn nói nhảm thêm một chữ nói, tôi giết các người, Diệp Bắc Minh lạnh lùng cảnh cáo. Giết tao, mày thử xem, một người trẻ tuổi cười khẩy, anh ta đến từ nhà họ Tiết của Kim Lăng. Vụt, Diệp Bắc Minh giơ tay hái một chiếc lá xuống, ném lá bay đi, chiếc lá cứ thế cắt đứt cổ họng người trẻ tuổi của nhà họ Tiết ở Kim Lăng. Chết rồi, mày, mấy cậu chủ thế ra sợ đến mức thay đổi sắc mặt, vô cùng hoảng hốt, ai nấy cũng vội vàng lùi lại. Võ giả cấp thiên, một ông lão sau lưng bọn họ lạnh lùng cất lời. Lão chậm rãi bước tới đứng bên cạnh mấy cậu chủ nhà giàu này, lạnh lùng nói, chàng trai trẻ, cậu có biết mình vừa giết ai không? Đây là con trai thứ của bà ba nhà họ Tiết, ngay cả người nhà họ Tiết mà cậu cũng dám giết, lúc luyện võ, sư phụ của cậu không dạy cậu phép tắc à?
Sư phụ của tôi cũng không dạy tôi học võ để làm tay sai cho nhà giàu, Diệp Bắc Minh cười châm chọc. Cậu! Ông lão nổi giận, thằng nhãi ranh, đây là cậu tự tìm đường chết đấy. Lão nhảy lên cao như một con vượn, xông về phía Diệp Bắc Minh, chiêu thức tàn nhẫn. Đợi đã, vua Giang Nam vội cất lời. Mấy cậu chủ nhà giàu này còn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà họ Triệu, cũng không biết một cung phụng và ba thống lĩnh quân cấm vệ của ông ta đã chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Chú yên tâm, sư phụ Hàn là võ giả cấp thiên trung cấp, giết nó cũng như giết chó thôi, một người trẻ tuổi cười lắc đầu. Anh ta tên Giả Dịch Thu, đến từ thế gia đứng đầu trong bốn gia tộc lớn của Kim Lăng nhà họ Giả. Sư phụ Hàn ra tay, tên này sẽ chết chắc, Sử Thiên Vân cười khẩy. Tiếc rằng Tiết Phong cứ thế bỏ mạng rồi, Tiết Vạn Lý lắc đầu, Tiết Phong là em họ anh ta, nhưng trên mặt anh ta lại không hề có chút tiếc nuối nào. Mấy cậu chủ khác cũng vẫn cười khinh thường. Nhưng sư phụ Hàn vừa ra tay, Diệp Bắc Minh đã đấm một phát vào ngực lão. Tim của sư phụ Hàn lập tức ngừng đập, bỏ mạng. Sư phụ Hàn! Giả Dịch Thu hét to. Sao có thể? Đánh chết sư phụ Hàn chỉ với một quyền ư? Hai người Sử Thiên Vân và Tiết Vạn Lý tỏ vẻ khó tin, mấy cậu chủ nhà giàu đều trợn mắt hà mồm, sắc mặt tái mét. Vua Giang Nam, cái chết của ba mẹ tôi có liên quan gì với ông không, cung phụng bên cạnh ông đâu? Vì sao không ra mặt, Diệp Bắc Minh không để tâm đến mấy người nhóm Giả Dịch Thu? Anh sải bước, dẫm lên thi thể của sư phụ Hàn, đi về phía vua Giang Nam. Diệp Bắc Minh, nơi này là phủ vua Giang Nam, cậu không có quyền ngang ngược ở đây đâu. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, một ông lão chậm rãi đi ra từ đại sảnh sau lưng vua Giang Nam. Ông Dương! Vua Giang Nam gật nhẹ đầu, ngay cả ông ta cũng phải kính trọng người này ba phần. Ông là ai? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tôi tên Dương Thiên Huyền. Ông lão chậm rãi cất lời, lão ta tiến tới một bước, xuất hiện trước mặt vua Giang Nam một cách kỳ quái. Dương Thiên Huyền! Tông sư Thái Cực! Mọi người tỏ vẻ khiếp sợ. Ở toàn bộ Giang Nam, Giang Đông, Giang Bắc, Kim Lăng, thậm chí là các tỉnh phía Đông Nam Long Bắc, không ai không biết đến tiếng tăm của Dương Thiên Huyền. Thái Cực áp đảo thiên hạ, nổi tiếng Đông Nam. Giả Dịch Thu sợ hãi, thầm nói trong lòng, xem ra dã tâm của vua Giang Nam không chỉ dừng lại ở đây. Hợp tác với nhà họ Dương của Thái Cực, ông ta là muốn mở rộng phạm vi thế lực sao? Xem ra lần này đến đây mừng thọ cũng không phải uổng công. Hai người Sử Thiên Vân và Tiết Vạn Lý đưa mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Thì ra là có một tông sư Thái Cực ở đây. Chẳng trách vua Giang Nam lại không sợ. Vua Giang Nam hợp tác với nhà họ Dương à? Người giàu nhất huyện Giang Thủy Vương Phú Quý, chủ tịch ô tô Vĩnh Thịnh Giang Nam và tổng giám đốc Lâm của khách sạn 5 sao Cẩm Viên đều hiểu ra, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Điều khiến mọi người bất ngờ là Diệp Bắc Minh vẫn không hề sợ hãi khi phải đối mặt với tông sư Thái Cực. Cút, hoặc là chết. Ghê gớm đấy, không được xem thường tông sư đâu, chỉ với những lời này của cậu, tôi đã có thể giết chết cậu rồi, Dương Thiên Huyền sa sầm mặt, lão ta giẫm chân một cái, gạch lót dưới đại sảnh phủ vua ầm ầm vỡ vụn. Khi mọi người lấy lại tinh thần, Dương Thiên Huyền đã xuất hiện bên cạnh Diệp Bắc Minh, lão ta vung tay, đấm tới một cái. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, còn giơ tay đấm ra một phát đỡ đòn. Vô số người thay đổi sắc mặt, nội kình đáng sợ dâng trào, thổi đến mức người ta cảm thấy gò má đau đớn. Cậu ta có thể đỡ được cú đấm của tông sư Thái Cực, mọi người hít sâu một hơi. Vua Nam Vương cau mày, khuôn mặt già nua trở nên u ám, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ, chàng trai 5 năm trước chưa giết chết, hôm nay trở về lại có năng lực sánh ngang với tông sư. Chẳng trách cậu ta dám giết người, coi thường quy tắc của Giang Nam như thế. Tông sư trẻ tuổi, chỉ mới 5 năm, sao có thể chứ? 5 năm này cậu ta đã trải qua những gì? Vào lúc vua Giang Nam thầm thấy khiếp sợ. Ầm ầm ầm. Hai người Diệp Bắc Minh và Dương Thiên Huyền đã giao thủ hơn 30 chiêu. Dương Thiên Huyền mới là người ngạc nhiên nhất, mí mắt lão ta liên tục giật mạnh, lão ta cho rằng có thể đánh bại Diệp Bắc Minh bằng một chiêu. Nhưng không ngờ đối phương lại đáng sợ đến thế. Chơi đủ rồi, lên đường đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, Diệp Bắc Minh tiến tới một bước, di chuyển đến bên cạnh Doãn Thanh Nham, vung tay đấm một phát. Bốp! Dương Thiên Huyền vô thức giơ tay đỡ đòn. Rắc!
Một âm thanh giòn giã vang lên, cánh tay của vị tông sư thái cực này cứ thế gãy lìa. Lực lượng tiếp tục đánh xuống đầu Dương Thiên Huyền, lão ta hoàn toàn không thể chịu được, một tiếng ầm thật lớn vang lên, hai đầu gối lão ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Hố sâu lấy đầu gối của Dương Thiên Huyền làm trung tâm, lan ra bên ngoài như mạng nhện. Cậu! Cơ thể Dương Thiên Huyền không ngừng run rẩy, lão ta nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi từng nói rồi, cút, hoặc là chết. Rõ ràng là ông chọn vế sau. Diệp Bắc Minh thản nhiên thốt lên một câu, sau đó, anh thẳng tay đấm xuống một phát. Phập! Não của tông sư thái cực Dương Thiên Huyền bị Diệp Bắc Minh đấm vỡ nát từ giữa đầu. Dương Thiên Huyền tông sư thái cực một đời cứ thế bỏ mạng. SSSS! Tiếng hít khí lạnh lại vang lên một lần nữa. Lúc đầu, Diệp Bắc Minh tiến vào phủ vua Giang Nam, mọi người chỉ cảm thấy anh tự tìm đường chết. Hiện tại, Diệp Bắc Minh đấm chết tông sư thái cực, cuối cùng các nhân vật lớn ở đây mới cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Chàng trai trẻ này thật sự giống như yêu nghiệt, vô địch. Khóe mắt mấy người nhóm Giả Dịch Thu, Sử Thiên Vân, Tiết Vạn Lý liên tục giật giật, không nói được câu nào. Thấy cảnh này, sắc mặt vua Giang Nam tái mét, sự khôn ngoan biết bao năm cũng mất sạch vào lúc này. Dù ông ta có thủ đoạn đến mấy, ngay cả tông sư thái cực mà Diệp Bắc Minh còn đánh chết, thì ông ta còn có thể làm gì? Vua Giang Nam, người giết ba mẹ và anh cả của tôi là ông đúng không? Giọng nói của Diệp Bắc Minh lại vang lên như thần chết. Hầy! Vua Giang Nam thở dài, biết hôm nay ông ta chết chắc rồi, Diệp Bắc Minh. Bản vương không ngờ mới 5 năm trôi qua mà cậu đã trưởng thành đến mức này. Nếu cho bản vương một cơ hội, bản vương chắc chắn sẽ đích thân dẫn người đi giết cả nhà cậu. Có nghĩa là ông thừa nhận rồi đúng không? Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời hét to. Ba, mẹ, anh cả, mọi người nhìn thấy rồi chứ? Hung thủ giết người đang ở ngay trước mắt, hôm nay Bắc Minh sẽ trả thù cho mọi người. Báo thù, ha 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 ha. Vua Giang Nam đột nhiên bật cười, trong giọng nói hàm chứa vẻ tự giễu. Diệp Bắc Minh, cậu quá ngây thơ. Tôi là vua Giang Nam, nhà họ Diệp cậu chỉ là một gia đình giàu nho nhỏ, tôi nắm quyền Giang Nam, vì sao phải giết người nhà của cậu chứ? Diệp Bắc Minh ngẩn ra, sau đó sắc mặt anh tối sầm, ông có ý gì? Có người muốn cả nhà cậu chết. Vua Giang Nam cười gằn. Là ai? Con người Diệp Bắc Minh co rụt. Người có thể ra lệnh cho vua Giang Nam nhất định sẽ không đơn giản. Đùng! Diệp Bắc Minh bật nhảy lên cao như một con vượn, đáp xuống trước mặt vua Giang Nam rồi đưa tay bóp lấy cổ ông ta. Tất cả mọi người hoảng sợ. Đây là vua Giang Nam đấy, thế mà bây giờ ông ta lại bị Diệp Bắc Minh bóp cổ như một con chó chết, cấp dưới có 100.000 quân cấm vệ mà lại không thể cứu mạng ông ta. Nói! Diệp Bắc Minh lạnh lùng quát. Sư đệ, khoan đã! Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía cổng phủ vua thì thấy một cô gái xinh đẹp bước nhanh vào, theo sau cô ấy là một nhóm tùy tùng. Thập sư tỷ, sao chị lại tới đây? Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Nhưng anh vẫn không thả vua Giang Nam ra. Người này là thập sư tỷ Vương Như Yên, người cùng luyện võ với anh trên núi Côn Luân. Tại sao cô ấy lại đến đây? Các đại gia hàng đầu Giang Nam đều cực kỳ chấn động. Đây là người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở Giang Nam vào năm ngoái, cô ấy đã tạo ra một thế lực khổng lồ trong thời gian ngắn và có thể chống lại vua Giang Nam. Hầu như tất cả tầng lớp thượng lưu Giang Nam đều biết người phụ nữ này. Một người phụ nữ vô cùng đáng sợ. Thủ đoạn, thông minh, xinh đẹp, xét về thực lực cũng không có mấy người có thể thắng cô ấy. Vương Như Yên là sư tỷ của cậu ta. Vương Phú Quý, người giàu nhất huyện Giang Thủy sững sờ. Thảo nào, ra là có Vương Như Yên chống lưng nên cậu ta mới dám xông vào phủ vua Giang Nam. Người phụ nữ này không đơn giản, nghe nói là người bên Kim Lăng, chủ tịch của ô tô Vĩnh Thịnh nói nhỏ. Nhà họ Vương, một trong bốn thế gia ở Kim Lăng, tổng giám đốc Lâm của khách sạn 5 sao Cẩm Viên lập tức nhận ra. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Người phụ nữ này rất đẹp, có khí chất bỏ xa các nghệ sĩ nữ tuyến một mấy con phố. Lúc này cô ấy đang nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt đầy lo lắng. Là cô ta, Tiết Vạn Lý ngạc nhiên. Ha ha! Giả Dịch Thu cười khẩy, cô ta từ Kim Lăng chạy tới Giang Nam, nghe nói còn thành lập một số thế lực để chống lại người nhà đấy. Nhưng người đó đã chấm cô ta,
cô ta muốn phản kháng là chuyện không thể nào, chắc hẳn người đó cũng sắp về rồi. Người đó ư, đó là một người không khác gì thần, anh ta thích Phương Như Yên, dù cô ta có chạy ra nước ngoài cũng vô ích thôi, Sử Thiên Vân nặng nề gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sư đệ đừng làm bậy, đây là vua Giang Nam, nếu em giết ông ta thì sẽ chịu hậu quả rất nghiêm trọng, Vương Như Yên vội la lên. Thập sư tỷ, chị biết mà, thù giết cha không đội trời chung. Diệp Bắc Minh nghiến răng, mắt đỏ ngầu, 5 năm qua em đã sống ở núi Côn Luân như thế nào, chị không biết sao. Cả ngày lẫn đêm em đều nghĩ cách báo thù cho ba mẹ và anh mình. Hôm nay kẻ thù đang ở ngay trước mặt, đừng nói là vua Giang Nam, cho dù là ba của vua em cũng sẽ giết ông ta. Em, nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Bắc Minh, Vương Như Yên thở dài, trong mắt tràn đầy đau lòng, sư đệ, em cần gì phải như vậy? Sư tỷ, chị đừng cản em, hơi nóng toát ra từ trong mũi Diệp Bắc Minh. Được rồi. Vương Như Yên hít sâu một hơi, lấy khẩu súng lục từ bên hông ra nhắm vào đầu vua Giang Nam, hỏi, vua Giang Nam, tôi hỏi ông, ai đã ra lệnh cho ông giết cả nhà sư đệ tôi? Ha 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 ha, Vương Như Yên, cô là người của nhà họ Vương ở Kim Lăng, cô tự đi mà hỏi đi chứ, vua Giang Nam cười lớn, trong mắt đầy giễu cợt, muốn bản vương khai ra hung thủ, cô nghĩ tôi sẽ làm theo à? Cứ giết bản vương đi. Ông muốn chết sao? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo. Anh vừa định ra tay. Đùng. Vương Như Yên bóp cò giết chết vua Giang Nam bằng một phát súng. Xung quanh yên lặng. Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Vua Giang Nam đã chết. Sư tỷ, tại sao chị, Diệp Bắc Minh ngây người. Vương Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt tràn đầy đau lòng. Sư đệ, vua Giang Nam là do chị giết, không liên quan gì đến em. Nếu có ai truy cứu, chị sẽ gánh vác tất cả. Vua Giang Nam đã chết. Ông ta ngã phịch xuống đất, mắt trợn to, hoàn toàn không ngờ Vương Như Yên lại nổ súng dứt khoát như vậy. Mọi người im lặng như tờ. Bỗng một tiếng bùm vang lên. Phủ vua Giang Nam bùng nổ. Vua Giang Nam đã chết, vua Giang Nam đã chết. Nhiều ông trùm và đại gia nhìn thấy vua Giang Nam chết đều sợ mất hồn mất vía, chạy ra khỏi phủ vua Giang Nam như phát điên. Các chỉ huy quân cấm vệ cũng như gặp ma, ném vũ khí áo giáp của mình đi, bỏ chạy như tai họa sắp ập xuống. Vua Giang Nam đã chết, tông sư Thái Cực Dương Thiên Huyền cũng bị Diệp Bắc Minh đánh chết bằng một chưởng. Nếu họ ở lại đây, có thể Diệp Bắc Minh sẽ giết tất cả bọn họ. Chết rồi, vua Giang Nam chết rồi ư. Người giàu nhất huyện Giang Thủy Vương Phú Quý sợ đến mức mềm nhũn cả chân, tay run rẩy. Sao vua Giang Nam lại có thể chết? Chủ tịch ô tô Vĩnh Thịnh đứng tại chỗ, mồ hôi tuôn như mưa. Người phụ nữ này đã giết vua Giang Nam, tôi có đang nằm mơ không? Tổng giám đốc Lâm của khách sạn 5 sao Cẩm Viên giơ tay lên tự tát mình một bạt tai. Chát! Cảm giác đau truyền tới, đây không phải là mơ. Vương gia, hu hu hu. Ba! Hầu như tất cả mọi người trong phủ vua đều ngất đi vì khóc. Hôm nay là ngày mừng thọ 60 tuổi của vua Giang Nam, thế mà ông ta lại bị giết chết. Mày đã giết ba tao, tao sẽ giết mày, một thanh niên mặc vest chỉnh tề, đi giày ra sông tới định đánh Vương Như Yên. Mày dám động tới sư tỷ của tao? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo. Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến người này sợ tới mức nằm rạp xuống đất, không thể nhúc nhích. Vương Như Yên, cô đúng là đồ điên, vua Giang Nam mà cô cũng dám giết, nhà họ Vương ở Kim Lăng cũng không bảo vệ được cô đâu, Giả Dịch Thu vội vàng rời khỏi phủ vua với sắc mặt trắng bệch. Người phụ nữ điên. Sử Thiên Vân và Tiết Vạn Lý nhìn thoáng qua Vương Như Yên, sau đó cùng đám công tử thế gia Kim Lăng rời đi. Những người vợ lẽ của vua Giang Nam cũng như ong vỡ tổ. Phủ vua vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mấy thi thể của đám người vua Giang Nam. Thập sư tỷ, tại sao chị lại làm vậy? Diệp Bắc Minh hơi bất đắc dĩ nhìn Vương Như Yên. Sư đệ, chẳng phải em muốn giết ông ta ư? Sư tỷ giết giúp em, không được sao? Vương Như Yên lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười xinh đẹp. Cô ấy biết mình đã gây họa lớn, chỉ cần có thể bảo vệ sư đệ, bất luận là tội danh gì, cô ấy cũng sẵn sàng gánh chịu một mình. Hơn nữa chỉ cần giết chết vua Giang Nam, sư đệ sẽ không thể tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ, vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ cần cô ấy gánh vác tội danh giết vua Giang Nam thôi, rất có lời. Thập sư tỷ, chị làm như vậy manh mối của em lại bị cắt đứt, Diệp Bắc Minh cười khổ,
Sư đệ, hãy hứa với sư tỷ, đừng tiếp tục điều tra nữa có được không? Vương Như Yên bảo. Không được. Diệp Bắc Minh nhướng mày, quả quyết lắc đầu, thập sư tỷ, em nhất định phải điều tra rõ cái chết của ba mẹ em, với giọng điệu của vua Giang Nam, chắc chắn có ai đó đã ra lệnh giết ba mẹ và anh trai em. Nếu vua Giang Nam đã không nói, em sẽ đi tìm cấp trên của ông ta, dù phải tìm đến Long Đô, em cũng không ngại. Em nhất định phải báo thù cho ba mẹ để xoa dịu linh hồn của họ trên thiên đường. Gì cơ, em, sao em lại không nghe lời chị khuyên thế? Nghe vậy, Vương Như Yên sốt ruột đến mức dậm chân. Reng reng reng, lúc này điện thoại của Vương Như Yên đổ chuông. Cô ấy nhìn lướt qua tên người gọi, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thay đổi, sau đó cười bảo Diệp Bắc Minh, sư đệ, chỉ có việc nên đi trước, lát nữa chị sẽ gọi em sau. Thập sư tỷ, chị. Diệp Bắc Minh hơi khó hiểu. Chị sẽ kể với em sau, Vương Như Yên lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi phủ vua Giang Nam rồi quay lại xe, sau khi xác định Diệp Bắc Minh không đi theo mới gọi lại cho dãy số vừa rồi. Con đã giết vua Giang Nam. Cuộc gọi vừa kết nối, ở đầu dây bên kia đã vang lên giọng của một người đàn ông. Vương Như Yên khẽ cau mày. Cuối cùng cô ấy hít sâu một hơi như thể đưa ra quyết định nào đó, lạnh lùng trả lời. Phải. Con, người đàn ông ở đầu dây bên kia nổi giận, con thật to gan, vua Giang Nam mà con cũng dám giết, con có biết chuyện này sẽ gây chấn động lớn thế nào không? Chưa tới 5 phút mà bên Kim Lăng đã biết, có lẽ chuyện này cũng đã truyền khắp Giang Đông, Giang Nam và Giang Bắc rồi. Đó là vua Giang Nam đấy, sao con lại có thể giết ông ta, người đàn ông cực kỳ tức giận. Ba, nhà họ Vương ở Kim Lăng chúng ta còn sợ một kẻ vua Giang Nam ư? Vương Như Yên cười khẩy, mặt đầy kiêu ngạo. Con, hồ đồ, ngu xuẩn, vua Giang Nam là quan lớn một phương, nhà họ Vương chúng ta không sợ, nhưng ông ta có chiến thần chống lưng. Dù nhà họ Vương là thế gia nắm giữ chức vị cha truyền con nối cũng không thể đắc tội một vị chiến thần, người đàn ông nổi trận lôi đình. À, con suýt quên mất, là nhà họ Vương ở Kim Lăng sợ chứ không phải Vương Như Yên con sợ, Vương Như Yên hờ hững đáp. Ha ha. Con đừng tưởng ba không biết con đang nghĩ gì, người đàn ông cười khẩy, thằng nhóc tên Diệp Bắc Minh đó là sư đệ của con đúng không? Con giết vua Giang Nam vì cậu ta. Đúng vậy. Vương Như Yên trả lời rất dứt khoát. Được, ba sẽ lập tức cho người giết cậu ta, sau đó đổ hết tội lên đầu cậu ta để giải thích với chiến thần Lăng Phong, người đàn ông lạnh lùng nói. Vương Thành Phong, ông dám, Vương Như Yên vốn đang thờ ơ, nhưng vừa nghe thấy câu này thì lập tức bùng nổ. Trong mắt cô ấy tràn đầy lửa giận, Vương Thành Phong, nếu ông dám làm sư đệ tôi bị thương một sợi tóc, đừng trách tôi không nể tình cha con. Con! Vương Thành Phong ngớ người. Sau một hồi im lặng, ông ta thở dài yếu ớt, Như Yên, ba là ba của con. Ngày ông ép mẹ tôi chết thì không phải nữa, hai mắt Vương Như Yên đỏ hoe, nhưng cô ấy vẫn cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống. Sao con phải như vậy chứ? Con là con gái mà cứ nhất quyết phải xông pha bên ngoài. Con muốn đến núi Côn Luân học nghệ, ba đã đồng ý, con muốn tự mình phát triển ở Giang Nam, ba cũng đã đồng ý. Nhưng bây giờ con giết vua Giang Nam, con muốn ba phải làm sao, Vương Thành Phong vô cùng bất lực. Một mình tôi có thể gánh vác được, Vương Như Yên hờ hững nói. Con không gánh nổi, lửa giận của chiến thần Lăng Phong, đừng nói là con, cho dù cả nhà họ Vương chúng ta cũng chẳng gánh chịu nổi. Vương Thành Phong không hề khách sáo, lạnh lùng nói, hơn nữa còn có sư đệ của con nữa, con nghĩ chiến thần sẽ bỏ qua cho cậu ta sao? Nghe thấy hai chữ chiến thần, Vương Như Yên cười khẩy, Vương Thành Phong, sao ông biết tôi không gánh nổi? Ông có biết mấy năm nay ở núi Côn Luân tôi đã trải qua những gì không? Đừng nói là một chiến thần Lăng Phong, dù là 10 chiến thần Lăng Phong, 100 chiến thần Lăng Phong thì sư đệ của Vương Như Yên tôi cũng không phải người mà người khác có thể động vào. Con nói gì, Vương Thành Phong giật mình sửng sốt. Vương Như Yên lắc đầu, tự giễu, xem ra ông thật sự đến con gái mình cũng không hiểu nổi. Con không sợ chiến thần Lăng Phong, nhưng người kia thì sao? Cậu ta từ Long Đô về, còn nhận người kia làm sư phụ, Vương Thành Phong trầm giọng nói, con cũng biết cậu ta nói sau khi từ Long Đô trở về sẽ cưới con, nhà họ Vương chúng ta không có tư cách từ chối. Cậu ta, tôi từ chối rồi, Vương Như Yên nhíu mày. Vương Thành Phong lắc đầu, người này rất tự cao tự đại, không phải con không biết. Cậu ta nói con từ chối là chuyện của con, cậu ta cưới con là chuyện của cậu ta. Như Yên,
con không suy nghĩ cho mình chẳng lẽ không suy nghĩ cho gia tộc. Nhà họ Vương sinh ra con, nuôi lớn con. Tút tút tút. Vương Như Yên chẳng thèm nghe, thẳng thừng cúp máy, không muốn để sư đệ chờ lâu. Sư đệ. Đến khi Vương Như Yên về lại phủ vua Giang Nam thì Diệp Bắc Minh đã vào văn phòng của ông ta, tìm thông tin liên quan đến ba mẹ. Chỉ tiếc là anh tìm khắp một lượt, vàng bạc châu báu thì vô số, nhưng không hề tìm được tin tức nào liên quan đến cái chết của ba mẹ. Thập sư tỷ. Diệp Bắc Minh thở dài, lắc đầu, không tìm được thông tin gì cả, manh mối lại đứt rồi, em đã hỏi tiểu vương ra kia, ông ta chẳng biết gì cả đã sợ quá mà chết mất. Được rồi, mãi mới về một chuyến, cùng lắm thì sư tỷ từ từ tìm cùng em. Vương Như Yên cười tươi như hoa, nháy mắt với Diệp Bắc Minh, còn thân mật kéo tay anh, khoác cánh tay anh để anh ngồi xuống. Em đó, bây giờ nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, người em toàn là mùi máu thôi. Vương Như Yên vừa nói vừa cởi áo trên người Diệp Bắc Minh xuống. Này, sư tỷ làm gì vậy? Diệp Bắc Minh đứng bật dậy như giật điện. Ha ha! Vương Như Yên cười khúc khích, ngón tay ngọc ngà chọc vào ngực Diệp Bắc Minh, em đó, còn sợ sư tỷ ăn em sao? Em nhìn người em xem toàn là máu thôi, tắm rửa thay quần áo đi, lát nữa chị đưa em đi ăn. Em tự tắm là được rồi, Diệp Bắc Minh hơi gượng gạo. Ô, còn biết xấu hổ cơ à? Khi xưa em bị thương nằm ở núi Côn Luân 3 tháng trời, chẳng phải chị là người ngày đêm lau người cho em, chăm sóc em không rời nửa bước đấy sao? Vương Như Yên yêu kiều nói một câu, người phụ nữ đáng sợ dám giết vua Giang Nam lúc này lại như cô vợ nhỏ thẹn thùng. Nào, để sư tỷ xem sư đệ đã vạm vỡ hơn chưa, Vương Như Yên cười nói. Cô ấy kéo cổ tay Diệp Bắc Minh. Sư tỷ, đừng, em đã lớn thế này rồi. Diệp Bắc Minh vội vàng bỏ chạy, chuồn vào phòng tắm bên cạnh, để em tự tắm. Ha ha, Vương Như Yên cười gập bụng, thằng nhóc này, còn biết xấu hổ nữa cơ. Nghe thấy tiếng nước vọng lại từ phòng tắm, Vương Như Yên lại lấy di động ra, bấm số gọi đi, sắp xếp cho tôi khách sạn xịn nhất thành phố Giang Nam, sư đệ về rồi, tôi muốn mở tiệc chào mừng em ấy. Hành tỉnh Đông Nam, sâu trong doanh trại quân đội. Vua Giang Nam chết rồi. Tin tức truyền đến khiến mọi người trong phòng họp đều hơi ngạc nhiên, nhưng họ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thân phận của hầu hết những người có thể ngồi trong phòng họp này đều không thấp hơn vua Giang Nam. Vương Như Yên giết, người phụ nữ mới tới Giang Nam 1 năm nay. Cô ta thuộc nhà họ Vương của Kim Lăng, nghe nói mấy năm trước lên núi Côn Luân học nghệ, bây giờ trở về mới 1 năm ngắn ngủi đã có chỗ đứng vững ở Giang Nam rồi. Một người phụ nữ hơn 20 tuổi thì thủ đoạn ở đâu chứ? Một nhóm tướng quân cúi đầu nhìn bảng dữ liệu trong tay. Trên đó là thông tin về Vương Như Yên. Tên, Vương Như Yên. Tuổi, 25. Thân phận, con gái cả của Vương Thành Phong nhà họ Vương ở Kim Lăng. Chiều cao, 165cm. Cân nặng, 48kg. Sơ yếu lý lịch cá nhân, học trường mầm non số 1 Kim Lăng, trường tiểu học thực nghiệm số 1, trường trung học thực nghiệm số 1, tốt nghiệp trường trung học phổ thông Kim Lăng, tốt nghiệp khoa tài chính trường Đại học Trung Hải. Trở về từ 1 năm trước. Bây giờ đang là cổ đông nắm quyền phía sau rất nhiều công ty như công ty dược phẩm Sâm Hoa thành phố Giang Nam, khách sạn Đế Uyên, bất động sản Thái Hoa. Mới 25 tuổi, trẻ thế này mà đã có được thành tựu lớn đến vậy. Đừng nói là đệ tử của ba thế lực kia nhé, một tướng quân trung niên để đầu đinh, nét mặt uy nghiêm, trên cổ có sẹo nói với giọng điệu nặng nề. Một tướng quân khác bên cạnh ông ta lắc đầu, tôi đã cho người điều tra rồi, không phải đệ tử của ba thế lực lớn này. Thế thì tốt, chỉ cần không phải là người của những môn phái nhỏ khác thì chúng ta cũng không sợ, những người khác trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vua Giang Nam là đệ tử của chiến thần, có người nói. Chiến thần. Nét mặt mọi người cứng đờ, đây là một tồn tại tựa như thần, thực lực cá nhân của ông ta đã hơn cả tông sư rồi. Rất có thể ông ta đã đến cảnh giới kia rồi nhỉ. Mọi người không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Vù vù. Trên bầu trời của doanh trại đột nhiên vang lên tiếng máy bay, các tướng quân trong phòng họp đều xa sầm mặt. Có chuyện gì thế, hôm nay cũng không diễn tập, ai cho phép sử dụng máy bay chiến đấu, có người quát một tiếng. Báo cáo, tướng quân, không phải máy bay của doanh trại chúng ta, bên trên có ký hiệu, là máy bay chiến đấu của Long Đô, một sĩ quan chạy vào với khuôn mặt đỏ bừng do không kịp hít thở. Cái gì?
Các tướng quân trong phòng họp tỏ vẻ kinh ngạc, vội vàng rời khỏi phòng họp. Trên bầu trời cách mặt đất mấy trăm mét có một chiếc máy bay chiến đấu, sau khi lượn mười mấy vòng trên bầu trời mới đổ xuống mặt đất. Mười mấy tướng quân sắc mặt lạnh lùng, họ muốn xem thử rốt cuộc là ai to gan đến mức dám có thái độ thế này trên bầu trời của doanh trại hành tỉnh Đông Nam. Cạch, cửa máy bay mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi vóc dáng rắn giỏi, cao 1m8 đi ra từ bên trong. Gã mặc trang phục bình thường, trên mặt là nụ cười kiêu ngạo, chào các chú, đã lâu không gặp. Sắc mặt mấy tướng quân đồng loạt thay đổi. Quân Vô Hối, một người trẻ tuổi như yêu nghiệt, con trai trưởng của nhà họ Quân ở Trung Hải. Gã còn có một thân phận đáng sợ hơn, đệ tử cuối cùng của chiến thần Lăng Phong. Năm đó, vào lúc chiến thần Lăng Phong vẫn chưa phải là chiến thần, ông ta từng đến Trung Hải, hẹn hò với một cô gái của nhà họ Quân. Nhà họ Quân là gia tộc lớn lâu đời, lúc đó chiến thần Lăng Phong không có gì cả, không được nhà họ Quân cho phép, chia rẽ uyên ương, cuối cùng hai người chia tay. Sau đó, cô gái kia cũng không lập gia đình, nhưng lại lén sinh một đứa con trai. Chính là Quân Vô Hối. Hai chữ vô hối không hối hận cũng như suy nghĩ của cô gái kia, cuộc đời này không hối hận vì đã quen biết chiến thần Lăng Phong. Tất cả mọi người đều biết thật ra Quân Vô Hối chính là con riêng của chiến thần Lăng Phong, nhưng không ai dám nói ra. Cháu Vô Hối. Thì ra là cháu đến đây. Tôi cứ nói mãi, không biết ai lại khí phách như thế, dám lái máy bay chiến đấu trên bầu trời của doanh trại hành tỉnh Đông Nam. Sương mù trên mặt mười mấy vị tướng quân đều tan biến, thay vào đó là nụ cười tươi rói. Mấy chú không bị dọa chứ? Quân Vô Hối cười, thái độ vô cùng bất cần. Có nhà họ Quân ở Trung Hải làm chỗ dựa, còn có thân phận con riêng của chiến thần Lăng Phong, ngoài Long Đô của Long Quốc, gã có thể tung hoành ở bất cứ đâu. Chuyện của vua Giang Nam, sư phụ chiến thần Lăng Phong của tôi đã biết, ông ấy đang tham gia một cuộc họp rất quan trọng ở Long Đô, tạm thời không thể đến đây, nên mới giao cho tôi xử lý, Quân Vô Hối nói. Sắc mặt mấy vị tướng quân trở nên lạnh lẽo. Quân Vô Hối đã có thể xử lý việc công giúp chiến thần rồi ư? Quả nhiên là con riêng à. Được rồi, tôi cũng không muốn nhiều lời, thời gian của tôi không nhiều, tôi chỉ đi ngang qua Giang Nam thôi, một giờ sau phải quay lại Trung Hải rồi, chắc là đủ thời gian để giải quyết chuyện của vua Giang Nam, Quân Vô Hối nói. Chuẩn bị xe cho tôi. Quân Vô Hối không chút khách sáo ra lệnh với mười mấy tướng quân. Vào khoảnh khắc Diệp Bắc Minh đi ra từ phòng tắm, bên ngoài đã có quần áo để sẵn. Vương Như Yên đã đi đâu mất, sau khi thay quần áo xong, Diệp Bắc Minh trông thay đổi hoàn toàn. Sư đệ, thay quần áo xong trông đẹp trai hơn hẳn đấy. Giọng nói của Vương Như Yên đột nhiên vang lên, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, liếm nhẹ đôi môi đỏ. Sư tỷ, sao chị lại ở đây? Diệp Bắc Minh giật cả mình. Ha ha, sao chị lại không thể ở đây? Vương Như Yên cười khẽ. Chị đã ngồi ở đây nửa tiếng rồi, em không thấy chị sao? Vương Như Yên lười biếng ưỡn người, chậm rãi đứng dậy từ trên sofa. Sao sư đệ phóng khoáng thế, thay quần áo trước mặt chị mà không thấy xấu hổ à? Diệp Bắc Minh hơi lúng túng, sư tỷ, khi nãy em không nhìn thấy chị. Không nhìn thấy thì thôi, dù sao cũng không phải chưa nhìn thấy bao giờ, Vương Như Yên cười. Cô ấy cũng không tiếp tục trêu chọc Diệp Bắc Minh nữa mà nói, bắt đầu từ bây giờ, phủ vua Giang Nam sẽ là phủ của nhà họ Diệp em, chị đã cho thôi việc tất cả những người trong phủ vua Giang Nam rồi. Sau này chị sẽ thuê một nhóm người có lai lịch trong sạch đến, làm người giúp việc cho nhà họ Diệp của em. Sư tỷ, làm thế không sao chứ, Diệp Bắc Minh hơi chần chừ. Vương Như Yên chậm rãi đi về phía Diệp Bắc Minh, bá đạo nói, em cứ yên tâm ở đó. Sau này không còn phủ vua Giang Nam nữa, chỉ có phủ nhà họ Diệp thôi. Đi thôi, chị đã đặt nhà hàng rồi, dẫn em đi ăn cơm. Hai người rời khỏi phòng, quả nhiên bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ, không hề ngửi thấy mùi máu. Ngoài ra còn có rất nhiều hầu gái xinh đẹp đứng thành một hàng ngay ngắn, đây đều là người hầu của chị, tạm thời để họ phục vụ em, nếu không đủ người, sau này chị sẽ tìm thêm một nhóm nữa. Một vài thói quen sinh hoạt đều giống như lúc khi em ở núi Côn Luân, hy vọng em sẽ ở đây quen. Nếu không thích nơi này, toàn bộ Giang Nam, chỉ cần em nói, dù muốn phủ đệ thế nào, sư tỷ cũng có thể xây cho em. Vương Như Yên nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ cương triều, sâu trong mắt lộ vẻ đau lòng. Ba mẹ và anh cả của em,
Cô ấy dừng lại, đau lòng nói, chị không biết xử lý thế nào, em tự quyết định. Em muốn chôn ba mẹ và anh cả vào khu mộ tổ tiên nhà họ Diệp, Diệp Bắc Minh cất lời. Được, cứ làm theo em nói, hai chị em chúng ta đi ăn cơm trước đã. Vương Như Yên khẽ mỉm cười, kéo tay Diệp Bắc Minh, dẫn anh ra khỏi phủ nhà họ Diệp. Nhà hàng Đế Uyên, tổng cộng 66 tầng, là kiến trúc mang tính tiêu biểu của thành phố Giang Nam. Vương Như Yên tự mình lái xe, chở Diệp Bắc Minh tới trước cửa nhà hàng Đế Uyên, một nhóm người đã chuẩn bị xong từ trước, thảm đỏ trải dài, hoa tươi hai bên đường, mọi thứ đều vô cùng xa hoa. Hoan nghênh anh Diệp ghé qua nhà hàng Đế Uyên. Giám đốc nhà hàng Đế Uyên dẫn theo tất cả nhân viên đứng trước cửa nhà hàng, cúi người 90 độ với Diệp Bắc Minh. Sốt cuộc chàng trai trẻ này là ai mà để bà chủ tự mình lái xe đưa đến, còn khách sáo như thế? Chẳng lẽ là người yêu của bà chủ? Người của nhà hàng thầm nghĩ trong lòng. Sư tỷ, làm gì thế này? Diệp Bắc Minh vô cùng bất ngờ. Vương Như Yên cười nói, sư đệ, nếu em thích nơi này thì bắt đầu từ bây giờ, nó sẽ là sản nghiệp của em. Sư tỷ, em chỉ biết võ công, còn thô lỗ, làm gì biết quản lý nhà hàng khách sạn chứ? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không sao, nếu em không thích nhà hàng khách sạn, chị còn có những sản nghiệp khác, chỉ cần là chuyện em muốn làm thì chị đều ủng hộ, Vương Như Yên cười nói. Em chỉ muốn tìm được người hại chết ba mẹ em thôi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Sâu trong mắt Vương Như Yên thoáng lộ vẻ lo lắng, cô ấy lập tức cười nói sang chuyện khác, sư đệ, chúng ta ăn cơm trước đã. Được. Diệp Bắc Minh và Vương Như Yên đi vào nhà hàng. Trong sảnh nhà hàng, một bữa tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị xong, thời gian được tính rất chuẩn xác, Diệp Bắc Minh vừa mới đi vào sảnh nhà hàng, cảm giác của Hoàng Cung lập tức phả vào mặt. Phía trước có bàn ăn dài 10 mét, trên bàn bày đủ loại thức ăn ngon. Sắc hương vị có đủ. Các nguyên liệu cao cấp như tôm hùm, bò wagyu, cá tầm, vi cá, tay gấu, trứng cá tầm, đều đặt trước mắt như miễn phí. Diệp Bắc Minh cũng thoáng ngạc nhiên, tỏ vẻ khó tin, sư tỷ, chị định mở party à? Phụt! Vương Như Yên che miệng bật cười, đây đều là chuẩn bị cho em đó, em ở núi Côn Luân 5 năm, chịu khổ quá nhiều rồi. Khó khăn lắm mới quay lại, sư tỷ sao có thể để em tiếp tục chịu khổ được? Những thứ này đều là chị chuẩn bị cho em cứ ăn thoải mái, nếu không thích món nào, thì chị bảo người làm món khác. Sư tỷ, đủ rồi, đủ rồi. Diệp Bắc Minh vội lắc đầu, cảm thấy quá phiền phức, chỉ là một bữa cơm mà thôi mà cũng thịnh soạn thế này. Anh tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vương Như Yên ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn Diệp Bắc Minh ăn như hổ đói. Sư tỷ, chị cũng ăn đi, nhiều đồ ăn ngon thế mà, Diệp Bắc Minh nói. Chị nhìn em ăn là đủ rồi, trên mặt Vương Như Yên là nụ cười cưng chiều. Cốc cốc cốc. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Vương Như Yên hơi nhíu mày, nói với vẻ không vui, không phải đã nói dù có chuyện gì cũng không được làm phiền sư đệ của tôi dùng bữa rồi à? Bà chủ, bên ngoài có mấy chiếc xe đến, biển số quân đội, có người nói anh ta tên Quân Vô Hối, nói muốn gặp cô. Người của chúng ta ngăn anh ta lại, bị người đàn ông sau lưng anh ta tát một cái không rõ sống chết, giọng điệu của giám đốc khách sạn có hơi sốt sắng. Quân Vô Hối. Vương Như Yên xa sầm mặt. Sư tỷ, sao vậy? Diệp Bắc Minh cũng cảm thấy không ổn. Không sao, để chị xử lý, em cứ ăn đi. Vương Như Yên khẽ mỉm cười, tỏ vẻ không để tâm. Diệp Bắc Minh nhìn bóng lưng Vương Như Yên rời đi, hơi lo lắng đặt đũa xuống, lau sạch miệng đi theo sau. Vừa rời khỏi thang máy, Vương Như Yên đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng trong đại sảnh khách sạn, gã đứng chắp tay, cười nhìn cô ấy, Như Yên, đã lâu không gặp. Quân Vô Hối, anh đến đây làm gì? Vương Như Yên lạnh lùng nói. Không phải cô đã đoán được rồi ư, cô giết vua Giang Nam, còn hỏi tôi đến đây làm gì? Quân Vô Hối cười lắc đầu, mục đích tôi đến nơi này rất đơn giản, chỉ vì hai chuyện. Thứ nhất, bắt cô về quy án. Thứ hai, tôi muốn dẫn cái người tên Diệp Bắc Minh kia đi. Không được. Vương Như Yên lạnh lùng lắc đầu. Muốn đụng vào sư đệ của cô ấy thì phải hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không. Đó cũng không phải do cô, đây là lệnh bắt mà chiến thần Lăng Phong ban bố, kẻ chống đối, giết không tha, Quân Vô Hối lạnh nhạt nói. Gã giơ tay lên, lấy một cái văn kiện đỏ ra. Kia chính là lệnh truy nã Vương Như Yên.
Chữ ký của chiến thần Lăng Phong trình hình ở trước mặt, còn có một dấu ấn xoáy nhìn mà rợn người. Thanh Long, chủ tước, giao cho hai người đó. Quân Vô Hối xoay người ngồi xuống sofa bên cạnh trong sảnh khách sạn, vỗ lệnh truy nã lên bàn bảo. Vâng. Một người đàn ông trung niên và một cô gái khoảng 24, 25 tuổi bước ra từ sau lưng Quân Vô Hối, kính cẩn đáp. Vương Như Yên thấy hai người đó thì sắc mặt lập tức xa sầm, hai hộ pháp bên cạnh chiến thần Lăng Phong. Võ giả cấp tông sư. Đúng vậy. Thanh Long lạnh nhạt gật đầu. Cô tự còng tay lại hay để chúng tôi ra tay, Chu Tước lạnh lùng hỏi. Như Yên, cô nên khoanh tay chịu trói đi. Tôi đảm bảo cô sẽ không chết, dù sao cô cũng là người con gái mà bạn tôi thích. Quân Vô Hối cười nói. Diệp Bắc Minh cau mày, đang định bước ra. Chỉ nghe thấy Vương Như Yên cười khẩy nói, nơi này là khách sạn Đế Hào, địa bàn của Vương Như Yên tôi, chỉ là võ giả tông sư mà cũng dám đến ra oai à. Dù là chiến thần Lăng Phong tự mình đến đây thì tôi cũng có thể không cần nể mặt ông ta. Quỷ ảnh, Hàn Mị, ném họ ra ngoài, Vương Như Yên chỉ vào hai người kia nói. Vâng thưa cô chủ. Một giọng nói lạnh lẽo như băng vang lên, hai bóng người như quỷ mị bỗng xuất hiện bên cạnh Vương Như Yên. Hai tùy tùng bên cạnh thầy cửu thập lục thế mà lại xuống núi, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Các người cũng là tông sư. Thanh Long và Chu Tước đều vô cùng bất ngờ. Khí thế của quỷ ảnh và Hàn Mị rõ ràng cũng là cấp tông sư, nhưng khí tức trên người họ lại cực kỳ lạnh lẽo y như người chết. Vương Như Yên, cô cũng giấu kỹ ghê, thậm chí có cả võ giả cấp tông sư bảo vệ luôn, Quân Vô Hối hơi bất ngờ. Gã lại nhìn về phía quỷ ảnh và Hàn Mị, trầm giọng nói, chỉ cần các người đồng ý đi theo tôi thì bất kể Vương Như Yên đưa ra điều kiện gì, tôi cũng sẽ trả gấp ba. Vèo, quỷ ảnh và Hàn Mị không đáp mà trực tiếp ra tay. Di chuyển nhanh như một con hổ xông đến trước mặt Thanh Long và Chu trước rồi đồng loạt đánh ra một quyền về phía họ. Chán sống à! Thanh Long cười lạnh, xương cốt cả người kêu lên răng rắc. Thoáng chốc, nội lực trong cơ thể lập tức cuộn trào rồi đấm một quyền về phía quỷ ảnh. Một quyền này thế mà lại xuyên qua cơ thể quỷ ảnh, đánh vào khoảng không. Cái gì? Trong mắt Thanh Long hiện lên vẻ kinh ngạc. Không xong! Ông ta quay phát đầu lại. Quỷ ảnh lại giống như một con ma xuất hiện sau lưng Thanh Long rồi đấm ra một quyền. Thanh Long xoay người lại, một quyền ấy vừa hay đấm thẳng vào ngực ông ta, rắc một tiếng, Thanh Long phun ra một ngụm máu tươi. Bịch, 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 bịch. Thanh Long liên tục lùi lại 7-8 bước, mặt mày nghiêm trọng hỏi, như hình với bóng, lão quỷ thục chung là gì của cậu? Mà bên kia, Hàn Mị cũng cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ của cô ta vừa nhanh vừa chuẩn còn tàn nhẫn. Ép Chu Tước không ngừng lùi lại. Thủ đoạn mạnh thật, hai người có thực lực mạnh như thế, tại sao không gia nhập Long Quốc, phục vụ cho quốc gia? Chu Tước nhìn hai người, khuyên, với thực lực của hai người, nếu tham gia vào quân đội thì có thể trực tiếp được phong làm tướng quân. Không quan tâm, Hàn Mị lạnh lùng đáp. Cút, quỷ ảnh chỉ nói một chữ. Các người, sắc mặt Thanh Long xanh mét, cùng Chu Tước liếc nhìn nhau. Biết hôm nay không thể nào dẫn Vương Như Yên đi bèn tức giận hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi khách sạn Đế Hào. Quân Vô Hối xanh mặt, để lại một lời đe dọa xong cũng vội vàng rời khỏi. Quỷ ảnh và Hàn Mị xoay người rời đi, biến mất trong đại sảnh. Quân Vô Hối đuổi theo hai người ra khỏi khách sạn thì Thanh Long và Chu Tước đã ngồi lên xe. Sau khi gã lên xe, thấy sắc mặt cả hai đều hơi trắng bệch giống như là bị nội thương. Chú Thanh Long, chị Chu Tước. Hai người bị thương hả, Quân Vô Hối hoảng sợ và cũng hơi bất ngờ. Chiến đấu giữa võ giả cấp tông sư thì mỗi chiêu mỗi thức đều có thể biết được thắng thua. Ban nãy, chúng tôi đã thua, Thanh Long thở hắt ra nói. Thân pháp của người nọ cực kỳ quỷ dị, rất có thể là đệ tử của lão quỷ thục chung. Ông ta, thế mà lại còn sống, vẻ mặt Chu Tước đầy nghiêm trọng nói. Lão quỷ thục chung, đó là ai? Trong mắt Quân Vô Hối toát ra vẻ khó hiểu. Thanh Long và Chu Tước liếc nhìn nhau rồi đồng loạt im lặng. Một lát sau, Thanh Long mới phun ra một câu, đó là một người cực kỳ đáng sợ, xuất quỷ nhập thần. 50 năm trước, đã khuấy động cả Long Quốc, đắc tội với rất nhiều nhân vật lớn. Thậm chí, Long Quốc còn cử 300.000 quân tiến vào núi Thục Trung nhưng vẫn không tìm được ông ta. Cái gì, 300.000 quân mà vẫn không thể tìm được một người ư? Quân Vô Hối hít ngược một hơi. Dù sao gã cũng còn trẻ, vẫn chưa thể giữ nổi vẻ thong dong khi gặp chuyện bất ngờ.
300.000 quân. Kia chính là 300.000 quân đó. Phải báo cho chiến thần ngay. Có lẽ, Vương Như Yên có quan hệ với lão quỷ thục trung, Thanh Long cau mày. Chu Tước cũng trầm giọng nói, lão quỷ thục trung biến mất 50 năm, ai cũng nghĩ rằng ông ta đã chết. Giờ lại bỗng dưng xuất hiện hai tông sư trông giống như là người do ông ta dạy dỗ ra. Vương Như Yên lại mới trở về từ núi Côn Luân hơn một năm. Hay là, lão quỷ thục trung đang ở trên núi Côn Luân? Đừng đoán, phải báo cho chiến thần ngay. Thanh Long lắc đầu rồi nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trị thương. Quân Vô Hối cau mày, không ngờ một Vương Như Yên nho nhỏ lại lôi ra được một ông lớn to như vậy. Xem ra phải báo cho cậu ta rồi, người con gái cậu ta thích có vẻ khó nhằn đây. Quân Vô Hối nghĩ bụng, sau đó lại bỗng dưng cười nhạt, thầm nghĩ, có điều, với thân phận của cậu ta thì muốn bắt lấy Vương Như Yên cũng không phải vấn đề to tát gì. Hoa hồng có gai, cũng hơi đau tay xíu thôi. Sư tỷ ngầu ghê. Đám người Quân Vô Hối đi rồi, Diệp Bắc Minh mới cười bước ra giơ ngón tay cái lên khen. Vẻ lạnh lẽo trên mặt Vương Như Yên chợt biến mất rồi nở một nụ cười dịu dàng, đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh, lấy khăn tay ra lau khô khóe miệng anh, cười nói em coi em ăn uống kìa, miệng dính mỡ cũng không lau đi. Em cũng là lo lắng cho chị thôi, Diệp Bắc Minh cười đáp. Em thấy hết rồi à, Vương Như Yên hỏi. Thấy rồi, hai tùy tùng của thầy cửu thập lục thế mà lại xuống núi với chị, Diệp Bắc Minh gật đầu nói. Vương Như Yên thở dài, hai, nếu sư tỷ có thực lực như em thì cần gì bọn họ nữa. Cũng là em lợi hại, học hết được truyền thừa của thầy cửu thập lục. Chắc phải lợi hại hơn quỷ ảnh và hàn mị đúng không? Ặc, em cũng không biết nữa, Diệp Bắc Minh trả lời. Con người Vương Như Yên lập lòe, không ngừng lia tới lia lui trên người Diệp Bắc Minh. Lúc trước, khi ở trên núi Côn Luân, sư đệ này đã thể hiện ra tư chất kinh người. 99 người thầy trên núi đều tranh nhau muốn nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử, cuối cùng chẳng ai thuyết phục được ai, dứt khoát cùng nhau dạy dỗ mới cho ra đời một Diệp Bắc Minh nghịch thiên như ngày hôm nay. Rốt cuộc thì trình độ võ nghệ của vị sư đệ này đã đến cảnh giới thế nào rồi đây, trong lòng Vương Như Yên thầm tò mò, đôi mắt xinh đẹp lập lòe không ngừng. Sư đệ, giờ em đã là cảnh giới gì rồi, Vương Như Yên hỏi. Sư tỷ, em cũng không biết nữa. Đến cảnh giới Đại Tông Sư chưa? Em không biết thật mà, dù sao cũng chưa gặp được Đại Tông Sư. Hai cái người Thanh Long và Chu Tước ban nãy ấy, nếu em dùng hết sức mạnh thì có thể đánh bại họ trong mấy chiêu, Vương Như Yên tò mò hỏi. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát, nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, anh mới đáp. Thực lực của hai người họ đều bình thường, em mà dùng hết sức mạnh thì... Ừ, có lẽ, có thể đánh chết họ trong một quyền. Phụt! Vương Như Yên lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Sư tỷ, Diệp Bắc Minh vội vàng đỡ lấy cô ấy, thân thiết hỏi han, sư tỷ, chị không sao chứ? Khụ, khụ, khụ. Trong mắt Vương Như Yên tràn ngập vẻ kinh ngạc, nói, sư đệ, em chắc không vậy. Kia chính là hai cao thủ đứng đầu quân khu tỉnh Đông Nam đó. Thanh Long, trung tướng, tông sư võ đạo. Chu Tước, thiếu tướng, tông sư võ đạo. Em có thể một quyền đánh chết bọn họ. Đúng vậy, Diệp Bắc Minh trả lời một cách chắc chắn. Trong mắt Vương Như Yên tràn đầy vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, cuối cùng đều biến thành vẻ cưng chiều, rủa một câu, em đúng là biến thái mà. Reng, reng, reng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Vương Như Yên chợt vang lên, có một cuộc gọi đến. Cô ấy nhận nghe thì sắc mặt chợt đổi tới đổi lui, cái gì? Trong nhà. Được, tôi sẽ về ngay. Sư tỷ, sao thế? Diệp Bắc Minh hỏi, cảm thấy thập sư tỷ hơi khác lạ. Vương Như Yên lắc đầu, không có gì, chỉ là gia đình bên Kim Lăng đã xảy ra chút chuyện. Sư đệ, chị đi về một chuyến đã, sau lại đến tìm em. Được rồi, em sẽ ở Giang Nam tiếp tục điều tra nguyên nhân bố mẹ mình mất. Có lẽ, chú Chu biết một chút gì đó, Diệp Bắc Minh gật đầu. Được rồi. Vương Như Yên gật đầu. Cô ấy lại dặn cấp dưới. Nếu Diệp Bắc Minh đến khách sạn Đế Hạo ăn cơm thì không cần thu tiền. Diệp Bắc Minh nhìn thập sư tỷ rời khỏi rồi đến thẳng biệt thự nhà họ Chu. Chu Thiên Hạo, Lý Hải Hà, Chu Nhược Giai đều ở nhà lo lắng chờ đợi. Diệp Bắc Minh vừa xuất hiện, họ lập tức xông tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.